thần y trở lại, Ngô Bình. chương 470, Sức mạnh dị trùng. Ngô Bình nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói, thật ra ông mới chỉ 40 tuổi thôi đúng không? Nhưng trông lại như người ngoài 70 vậy, trong người ông có một luồng sức mạnh dị trùng, nó khiến ông có sức mạnh phi thường, nhưng cũng khiến ông vô cùng đau đớn. Vào đêm trăng tròn hàng tháng, luồng năng lượng ấy sẽ khiến ông vô cùng nóng nảy, ông phải trốn tới một nơi hẻo lánh để tránh làm những chuyện mất khống chế nhưng có một lần chắc hôm đó là nguyệt thực toàn phần luồng sức mạnh này đã khiến ông mất lý trí ông phải đập đầu vào tường nên mới bị thương như bây giờ thậm chí còn mất một bên mắt đúng không ngô bình nói đúng hết phí liêm vừa ngạc nhiên vừa kích động một bên mắt còn lại của ông ta sáng lên tim mệnh sao cậu biết lẽ nào cậu biết tôi bị làm sao ư ngô bình gật đầu ra hiệu cho ông ta ngồi xuống rồi nói năng lượng ấy trong người ông có nguồn gốc từ tổ tiên Ông mới ở cảnh giới nhân tiên nên chưa thể điều khiển được nó, nhưng nó vẫn ở trong người ông. Kết quả thế nào thì ông biết rồi đấy, nó khiến ông sống dở chết dở, tự nhiên thành tàn tật. Phí liêm vội hỏi, ti mệnh, còn cứu chữa được không ạ? Không giấu gì cậu, tôi thấy mình cùng lắm chỉ qua được 10 đêm trăng tròn nữa thôi. Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta rồi nói rành mạch, tôi có thể cứu ông. Nhưng từ nay về sau, ông phải tuyệt đối trung thành với tôi, đồng ý không? Phí Liêm biết mình không thể sống nổi một năm nữa, khi nghe thấy Ngô Bình nói có thể cứu mình, ông ta mừng phát điên rồi nói ngay, Phí Liêm đồng ý. Ngô Bình gật đầu, được, lát ông hãy ở lại. Phí Liêm về chỗ, Đường Băng Vân lại tò mò hỏi, năng lượng trong người ông ta là gì thế? Một người tổ tiên nào đó của ông ta rất mạnh nên đã khai phá được một gen trội nào đó. Lẽ ra gen này không thể truyền cho người đời sau, nhưng không biết vì sao, Phí Liêm lại được di truyền tiếc là ông ta không biết cách điều khiển nó nên bị nó hại cho ra nông nỗi này. Đường băng vân, anh định chữa kiểu gì? Ngô Bình, dạy ông ta cách lợi dụng sức mạnh ấy hoặc vứt hẳn nó đi. Đường băng vân thở dài, anh biết nhiều thứ thật đấy, ngoài hai người vừa rồi ra thì còn ai nữa không? Ngô Bình, còn mấy người nữa, anh chuẩn bị giữ họ lại để truyền thuật ám sát đây. Nói rồi, Ngô Bình gọi quản sự tới rồi bảo ông ta gọi 9 người khác đến. 9 người này có tu vi khác nhau, có người chỉ là thành viên bình thường, nhưng có người đã có kinh nghiệm ám sát phong phú, tuổi tác của họ cũng khác nhau, lớn nhất thì trên 40, trẻ nhất thì mới ngoài 20, trong đó có 3 nữ và 6 nam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 9 người đứng trước mặt Ngô Bình, không biết anh định làm gì nên khá căng thẳng. Ngô Bình cười nói, tôi gọi mọi người tới là để huấn luyện chuyên nghiệp, tôi sẽ trực tiếp dạy cho mọi người, sau đó mọi người dạy lại cho những người khác. Chín người ngơ ngác nhìn nhau, huấn luyện chuyên nghiệp ư. Gì vậy? Ngô Bình, tối nay, chín người hãy ở lại, tôi sẽ cho mọi người biết thế nào mới là thuật ám sát thật sự. Loáng cái, mọi người đã giải tán, chỉ có người một người ở lại, Phí Liêm và Lý A Tứ cũng ở trong số này. Họ được Ngô Bình gọi lên tầng trên cùng của Tổng bộ, ngày thường đây chính là nơi huấn luyện và nghỉ ngơi. Anh gọi chín người lên trước rồi truyền thụ cho họ bộ pháp. Môn bộ pháp nào có tên là quỷ thần bộ, được chia thành ba bước là quỷ bộ, thần bộ và kỳ quỷ bộ, một khi thi triển sẽ tạo ra sức mạnh phi thường. Ngô Bình đang truyền thụ cho họ quỷ bộ. Anh không hay luyện môn bộ pháp này, giờ mới thật sự nghiên cứu về nó, anh giảng qua về nguyên lý trước, sau đó mới làm mẫu. Sau đó, mọi người đều luyện tập theo anh. Xong, hầu hết họ chỉ mới đi được vài bước thì đã hoa mắt chóng mặt rồi ngã vật ra có hai người thảm hơn thì hộc máu rồi tái mét mặt ngô bình thấy hơi bất ngờ vì anh thực hiện mấy động tác này ngon ơ mà nhưng sau anh nghĩ lại thì mới biết đó là nhờ mình đã tập bài luyện thể nên quỷ thần bộ không còn quá khó với anh ngô bình giảng lại rồi nói mọi người luyện tiếp đi khi nào mệt không chịu được nữa mới thôi suốt lời anh gọi riêng phí liêm vào phòng làm việc phí liêm rất căng thẳng ông ta không biết ngô bình sẽ giúp mình kiểu gì ngô bình ra hiệu cho ông ta ngồi xuống rồi nói phí liêm tôi sẽ thử giúp ông điều khiển nguồn năng lượng ấy hoặc loại bỏ nó giờ ông phải phối hợp với tôi thả lỏng người ra phí liêm gật đầu vâng ngô bình giơ tay phải lên ấn vào gáy phí liêm chuẩn bị dùng chân khí màu tím chữa bị những bộ phận bị sức mạnh kia hủy hoại nhưng đột nhiên đạo trùng ở đan điền của anh nhảy lên ngay sau đó có một sức hút rất lớn xuất hiện tiếp đó nguồn năng lượng trong người phí liêm đã bị lôi ra sau đó theo cánh tay của ngô bình chui vào đan điền của anh rồi bị đạo chủng chén sạch cắn nuốt nguồn năng lượng ấy xong đạo chủng nhanh chóng luyện hóa rồi phóng ra một sức mạnh thuần túy sức mạnh này rất khó chống chế nó vận chuyển trong người ngô bình cùng với chân khí màu tím anh ngẩn ra không ngờ đạo chủng lại hấp thu nguồn năng lượng của phí liêm anh ngại ngùng nói phí liêm tôi đã trừ khử nguồn năng lượng ấy cho ông rồi giờ tôi sẽ trị thương cho ông phí liêm trông có vẻ mạnh nhưng thật ra thương tích khắp người, xương gãy vụn, mắt trột, sức sống kém. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi chữa trị cho ông ta. Khoảng 3 tiếng sau, gương mặt như sáp nến nóng chảy của phí liêm đã bình thường trở lại, tinh thần cũng ổn định hơn. Một bên đầu bị móc lại của ông ta cũng lồi lên gần như không có sẹo. Điều quan trọng nhất là ông ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn vết thương gì nữa. Lúc này, ông ta thấy rất khoan khoái, đến đôi tay gầy guộc cũng có da có thịt hơn. Ngô Bình thả lòng tay, trông anh có vẻ mệt mỏi. Phí Liêm, giờ ông ổn rồi đấy, về nghỉ đi. Phí Liêm vô cùng cảm kích quỳ dưới đất, cảm ơn ti mệnh. Ngô Bình, ông là sát thủ của Thiên Tử Hạo, cũng là sát thủ mạnh nhất của Thiên Sát ở Châu Á. Tôi hy vọng ông có thể tiến bộ thêm. Nhất định tôi sẽ trung thành với cậu, tận tâm tận tụy. Phí Liêm nói. Phí Liêm đi rồi, Ngô Bình ngồi nghỉ một lát rồi lên tầng trên cùng trong 9 người luyện quỷ bộ thì có 6 người đã nằm vật ra đất bất động, ba người còn lại vẫn luyện nhưng mặt thì trắng bệch. Ngô Bình lắc đầu nói, toàn đám ăn hại, hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người về nghỉ đi, sáng mai tập trung. 9 người ủ rũ rời đi, chỉ còn Lý A Tứ ở lại. Lý A Tứ gái đầu hỏi, tim mệnh, khi nào cậu sẽ giúp tôi trở thành cao thủ tuyệt thế? Ngô Bình, bây giờ. Sau đó, anh hỏi, Lý A Tứ, ai đặt tên cho anh thế? lý a tứ đám là ông nội mình ông nội anh ta làm nông không có học thức sau khi anh ta ra đời không lâu thì cả nhà lén chuyển đến cảng thành gia đình họ đã phải sống nhiều năm vất vả ở đây trước khi lý a tứ gia nhập thiên sát cả nhà đều chui rúc trong một cái phòng bé tẹo chỉ có vài mét vuông ngô bình nói tôi đặt tên khác cho anh nhé sau này anh hãy dùng tên lý huyền bá lý a tứ ngẩn ra rồi mừng rỡ nói lý huyền bá tên hay quá tôi rất thích cảm ơn ti mệnh Ngô Bình gật đầu, huyền bá, tu vi của anh không cao, sao thiên sát lại nhận anh? Lý huyền bá cười nói, thưa ti mệnh, tôi chạy rất nhanh, lại thông thuộc nơi này, nên tổ chức thường giao các việc chạy vặt cho tôi làm. Lương anh được bao nhiêu? 50.000 tiền ạ, à. anh ta cười nói, tuy không quá nhiều, nhưng đủ cho cả nhà tôi chuyển khỏi căn phòng thuê chật hẹp và chuyển sang phòng lớn hơn. Ngô Bình gật đầu, xem ra anh là một người con hiếu thuật, nhà anh có mấy người? Lý Huyền Bá, tôi còn ông bà nội, bố mẹ và em trai, em gái. Ngô Bình, nếu anh đi theo tôi thì người nhà anh sẽ không phải chịu thiệt đâu. Nói rồi, Ngô Bình lấy một tờ chi phiếu ra đưa cho Lý Huyền Bá. Đây là 100 triệu, anh cầm đi mua nhà đi, tiền thừa thì để lại cho người ta dùng, như vậy thì anh cũng bớt đi một gánh nặng. Lý Huyền Bá vô cùng ngạc nhiên, tim mệnh, anh cho tôi 100 triệu ư. Ngô Bình vỗ vai anh ta, Huyền Bá, sau này anh sẽ là cao thủ tuyệt thế. 100 triệu có là gì chứ? Lý Huyền bá hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, thì mệnh yên tâm, nhất định tôi bán mạng cho cậu. Ngô Bình xua tay, anh không cần bán mạng gì cả, chỉ cần tập trung tu luyện cho tôi là được. Sau đó, Ngô Bình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống rồi nói, bây giờ, tôi sẽ dùng kim châm cứu để mở thể chất cho anh, anh đừng cử động, cơ thể sẽ có phản kháng nên anh phải thả lòng. Lý Huyền bá gật đầu rồi ngồi ngay ngắn theo lời Ngô Bình chương 471, giải phóng bá thể. Ngô Bình thấy bên trong người Lý Huyền Bá có một luồng sức mạnh đặc biệt, nhưng nó bị tắc ở kinh mạch, như một cục máu đông trong huyết quản, khiến máu huyết cực khó lưu thông. Nhưng vì có thể chất đặc biệt ấy nên dù chỉ có một phần vận hành được thì cũng đủ cho Lý Huyền Bá mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Việc Ngô Bình cần làm bây giờ là đả thông phần ứ tắc ấy. Anh dùng ngũ hành tiên châm cắm vào các huyết di đạp quan trọng của Lý Huyền Bá để đả thông kinh mạch, Mỗi khi đả thông một kinh mạch, Lý Huyền Bá sẽ cảm thấy người mình mạnh thêm, mặt mày anh ta phơi phới, đôi mắt sáng quắc như đèn pha. Khi phần tắc cuối cùng được đả thông, Lý Huyền Bá chỉ thấy toàn thân khoan khoái, anh ta chỉ muốn ngửa cổ lên và hét thật to. Lúc này, Ngô Bình gõ vào đỉnh đầu anh ta rồi nói, tôi sẽ truyền cho anh cách hít thở, nghe cho rõ đây này. Lý Huyền Bá bị cốc đầu xong thì bình tĩnh lại, sau đó lắng nghe và ghi nhờ lời nói của Ngô Bình. Loáng cái, Ngô Bình đã truyền xong một bài hít thở cho Lý Huyền Bá. Hoang cổ bá thể của Lý Huyền Bá đã thể hiện rõ ràng, tư chất của anh ta phi thường, vừa tu luyện vài phút, xương cốt đã vang lên tiếng răng rắc. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy Lý Huyền Bá bắt đầu cao hơn, sức mạnh trong người anh ta được giải phóng, sức sống trỗi dậy mãnh liệt nên người cũng cao lên. Lý Huyền Bá cũng không phải là thấp, anh ta cao 1m7, nhưng giờ đã lên thành 1m79, rồi 1m8 và 1m81. Ngô Bình lấy một viên long hổ luyện hình đan ra cho Lý Huyền Bá uống, nhờ tác dụng của đan dược mà Lý Huyền Bá càng cao lớn thêm, trong có một tiếng đồng hồ mà anh ta đã cao lên thành 1m92. Sau đó, tốc độ cao lớn chậm dần và dừng ở độ cao 1m95. Sau khi cao hơn, trông Lý Huyền Bá gầy hẳn, anh ta biết mình đã nhận được lợi ích lớn nên cảm kích rồi quỳ trước mặt Ngô Bình, sau đó rơi lệ nói Lý Huyền Bá sẽ ghi nhớ công ơn của ti mệnh suốt kiếp. Ngô Bình cười nói, đứng dậy đi, sau này hãy gọi tôi là cậu chủ. Vâng thưa cậu chủ, từ ngày mai, anh phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Thể chất hiện giờ của anh sẽ có sức ăn nhiều hơn người bình thường chục lần nên phải chú ý cả dinh dưỡng nữa. Nói rồi, Ngô Bình lại đưa cho Lý Huyền bá một tờ chi phiếu 10 triệu. Đây là tiền để anh ăn uống. Lý Huyền bá vui vẻ nhận lấy tờ chi phiếu rồi nói, cậu chủ, khi nào thì cậu chuyển công phu cho tôi. Ngô Bình nói, bình tĩnh, chờ khi nào anh nặng 100 cân thì tôi sẽ dạy cho. Lý Huyền Bá đi tập bài hít thở, Ngô Bình cũng ngồi điều hòa cơ thể và tu luyện thần niệm. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, tất cả các thành viên đã tới, đến Lý Huyền Bá và Phí Liêm cũng đã có mặt. Lần này, Ngô Bình thống nhất truyền cho họ bài luyện thể với 24 chiêu thức. Sáng hôm nay, anh sẽ truyền cho họ 4 chiêu thức trước. Mọi người đều chuyên tâm tu luyện, tu vi của mọi người khác nhau, thấp thì ở cảnh giới khí cao thì nhân tiên sau đó anh dặn phí liêm trông chừng mọi người không cho ai lơ là mọi người đều sợ phí liêm nên ai nấy đều tích cực tập luyện đường băng vân đứng một bên xem rồi nói anh bảo sẽ truyền thuật ám sát cho họ cơm mà ngô bình anh chưa hiểu rõ về họ lắm giờ cần tìm hiểu đã đi thôi bọn mình đi ăn đường băng vân đi ăn á ngô bình ừ anh sẽ cho em thấy thế nào là sức ăn kinh hồn khi Ngô Bình gọi Lý Huyền Bá tới, Đường Băng Vân ngạc nhiên vì thấy anh ta đã cao hơn. Lý Huyền Bá ngoan ngoãn đứng sau lưng Ngô Bình, anh hỏi: "Huyền Bá, gần đây có nhà hàng nào ngon không?" Lý Huyền Bá đáp: "Có một quán ăn sáng ngon lắm ạ, mỗi tội hơi đắt xíu." Ngô Bình: "Đắt rẻ không quan trọng, đi, chúng ta đi ăn sáng thôi." Khi họ đi tới quán đó thì thấy quán không rộng lắm, cùng lắm chỉ chứa được 15, 16 khách nhóm Ngô Bình đến rất sớm nên bên trong chưa có ai. Lý Huyền Bá, ông chủ, cho 10 khay sủi cào tôm, 10 khay bánh nướng vị hải sản, 10 khay bánh bao xá xíu, 10 khay bánh canh. Chủ quán nghe xong thì phát hoảng nên chạy tới hỏi lại, các anh gọi nhiều thế thì có ăn hết được không? Ngô Bình nói, ông chủ, anh ta ăn khỏe lắm, ông cứ mang đồ lên đi, nhớ nhanh tay một chút, tôi sẽ trả thêm tiền cho. Chủ quán thấy được trả thêm tiền thì vâng dạ rồi mang đồ lên ngay, Ngô Bình và Đường Băng Vân ngồi đối diện nhau, mỗi người hai khay bánh canh và một bát cháo tôm. Lý Huyền Bá thì khác, anh ta ăn mỗi cái bánh chỉ với một miếng, thậm chí còn không thèm nhai, đảo lưỡi cái rồi nuốt luôn xuống bụng. Anh ta chỉ mất 10 giây là ăn hết một khay bánh cánh, sau đó đổi sang khay khác. Chẳng mấy chốc, bên cạnh anh ta đã chất đầy khay trống, xếp lên một tầng cao. Ông chủ vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng dục người hấp bánh mang lên nhưng tốc độ mang đồ ăn ra vẫn không kịp với sức ăn của Lý Huyền Bá. Chủ quán thấy thế thì càng đẩy nhanh tốc độ hơn, các khách đến sau bị gạt hết sang một bên, giờ ông ấy chỉ chuyên tâm phục vụ một mình Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá ăn hơn 40 phút mà đã hết 500 khay bánh tôm, 300 khay bánh nướng, 180 khay bánh canh, 24 bánh xá xíu, ngoài ra còn thêm 10 bát canh hải sản và 100 quả trứng gà luộc nữa. Lúc này, cuối cùng thì Lý Huyền Bá cũng thấy no bụng, anh ta hài lòng xoa bụng rồi ngại ngùng nói, "Cậu chủ, bữa này tôi phải ăn hết cả chục nghìn mất, tốn kém quá." "Ngô Bình, anh nhớ là sau này luôn phải ăn no." Lý Huyền bá gật đầu, "Vâng." Khi họ quay về tổng bộ thì thấy mọi người vẫn đang luyện tập, nhưng chỉ còn chưa tới 100 người vẫn trụ được, số còn lại đều nằm dưới đất thở hồng hộc rồi. Ngô Bình nói, "Đám vô dụng đang nằm dưới đất về phòng mà nghỉ đi." Lúc này, có quá nửa người rời đi chỉ còn 92 người ở lại. Ngô Bình gọi 9 người tối qua tới rồi nói, mỗi người chọn ra 9 người nữa rồi truyền thụ quỷ bộ tối qua họ họ. 9 người ấu nhận lệnh, Ngô Bình bảo phí liêm trông chừng họ rồi rời đi. Quản sự vội đuổi theo anh rồi nói, tim mệnh, cứ thế này thì mọi người không làm việc được, vậy việc kinh doanh phải tính sao ạ? Ngô Bình, đơn giản, băng vân, mời tổng bộ Đông Á đến nhé. Đường băng vân gật đầu, được, lát em sẽ đi thông báo, sau đó anh nói quản sự ông vào phòng làm việc của tôi hai người đi vào phòng ngô bình hỏi ti mệnh bị bắt sổ sách chắc ở trong người chứ quản sự lắc đầu chắc không ạ à, ti mệnh trước là người rất cẩn thận ngô bình không có sổ sách thì tổng bộ không vận hành được à quản sự vâng chúng ta làm ăn mà không có sổ sách thì khó lắm ạ à. ngô bình gật đầu tôi biết rồi ông ra ngoài đi quản sự rời đi Ngô Bình nói với đường băng vân, băng vân, chúng ta phải tìm được sổ sách. Đường băng vân thở dài, tìm được thì em còn chờ đến nay làm gì? Anh cười nói, anh quên đấy, để anh gieo quẻ. Đường băng vân ngẩn ra, cái này mà cũng bấm ra được á. chương 472, bùa con dối. Ngô Bình nói, càng thành chỉ to chừng này, tìm người không khó. Nói đoạn, anh cho người tìm vài sợi tóc của ti mệnh tiền nhiệm, hỏi rõ sinh thần bát tử sau đó lấy tiền ngũ đế ra bói. Sau khi thăng cấp thành tiên thiên, thuật bói toán của anh đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tiền ngũ đế rơi xuống đất, hai hình vẽ hiện ra. Hình đầu tiên có thể xác định tình hình chung của mục tiêu. Người vẫn còn sống, đang ở trên một hòn đảo ở phía tây Cảng Thành. Hình vẽ thứ hai cũng rất rõ ràng. Thông qua hình này, anh biết được nhiều thông tin hơn. Ti mệnh tiền nhiệm bị thương nặng, đang hôn mê, xung quanh có nhân vật cực kỳ nguy hiểm đồng thời anh cũng tính ra vị trí chính xác hơn, là một hòn đảo ở tây nam Cảng Thành, hướng chính là hướng tây, hơi trách về phía nam. Anh lập tức tìm bản đồ, phát hiện ở tây nam của Cảng Thành có một hòn đảo lớn tên là Đại Vu. Trước đây núi Đại Vu khá hoang vắng, ít dân, sau khi xây dựng một cây cầu lớn mới dần dần có người đến sống. Đảo Đại Vu nhiều núi non hoang dã, mấy năm nay đang phát triển du lịch, nhưng người dân Cảng Thành bình thường rất ít đến đây. Trong mắt họ, đảo Đại Vu là vùng hoang vu, là miền quê. Có nhiều di tích khảo cổ trên đảo Đại Vu, còn có chùa miếu khá nổi tiếng, ví dụ như chùa Bảo Liên. Chỉ vào đảo Đại Vu, Ngô Bình nói, băng vân, chúng ta đến đây một chuyến đi. Đường băng vân hỏi, có cần dẫn thêm người không? Không cần, hai chúng ta là đủ rồi, anh đáp, nếu có cao thủ, anh có thể dùng đến khối thần. Cả hai không chậm chế nữa, Ngô Bình lái xe, chạy thẳng đến đảo Đại Vu. Càng thành không rộng, chỉ có hơn 1.000 km vuông, còn chẳng to bằng huyện Minh Dương. Vậy nên họ không mất nhiều thời gian để đến đảo Đại Vu. Xe chạy qua cây cầu lớn là đến đảo Đại Vu rồi. Đảo Đại Vu quả nhiên rất hoang vắng, ngoài một số ít khu dân cư thì những nơi còn lại hầu như đều là khu bảo tồn thiên nhiên, núi rừng hoang dã. Đảo Đại Vu rộng hơn 100 km vuông, không rộng cũng không nhỏ. Nghĩ đến việc phải tìm người ở nơi này đã thấy không dễ dàng xe chạy đến một ngọn núi, Ngô Bình trèo lên đỉnh núi, đoạn bảo, băng vân, tìm một chiếc trực thăng đi. Đường băng vân gọi điện thoại, vài phút sau, một chiếc máy bay trực thăng đã bay đến gần. Cả hai trèo thang dây rồi lên máy bay. Ngô Bình ra lệnh cho cơ trưởng bay là là cách mặt đất 2000 m Sau đó anh dùng mắt để kiếm tìm những nơi có kiến trúc. Tuy đảo Đại Vu khá lớn nhưng không có nhiều kiến trúc. Thị lực của Ngô Bình tốt cực kỳ, dù cách 2000m vẫn nhìn được rất rõ, bất kỳ điểm khác thường nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt anh. Trực Thăng đã bay được nửa giờ mà họ vẫn chưa phát hiện được gì bất thường. Đường Băng Vân hơi nản lòng, liệu có được không? Hay để em gọi thêm người đến rồi tìm kiếm trên quy mô rộng nhé. Ngô Bình không nói gì, anh nhìn chăm chăm vào một ngôi chùa đổ nát bên dưới, ra hiệu cho trực thăng bay thấp xuống. Máy bay hạ thêm chừng 500m anh đã nhìn thấy dấu vết hoạt động của con người trong ngôi chùa hoang tàn ấy. Anh lập tức bảo phi công hạ cánh xuống gần đó. Đến khi máy bay dừng lơ lửng trên một ngọn núi bằng phẳng cách đó 3 km, cả hai bèn nhảy xuống, rồi nhanh chóng dảo bước về phía ngôi chùa. Đường băng vân hỏi, người ở trong chùa sao? Ngô Bình đáp, vẫn chưa rõ, nhưng rất nhiều người sống trong đó. Chỗ này quá hoang vắng, ăn xin còn chẳng đến, lẽ ra không có ai sống mới phải. Ăn xin hoặc kẻ lang thang thường đến nơi có dân cư để tiện xin ăn. Còn vùng núi hoang vô thế này có thể khiến người ta chết đói, ăn xin với kẻ lang thang sẽ không bao giờ xuất hiện. Càng lúc càng đến gần ngôi chùa ấy, lúc sắp đi qua một quả núi, Ngô Bình đột nhiên dừng lại. Vì ở ngay phía trước họ có một người đàn ông ăn mặc như đạo sĩ, đang ngồi trên một tảng đá lớn. Người này không rõ tuổi tác, mặt đen nhẫn nhụi, mắt hẹp dài, nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân với vẻ mặt lạnh tanh hai vị muốn đi đâu, hắn hỏi, giọng nói như tiếng hai tờ giấy nhám trà sát vào nhau, khó nghe vô cùng. Ngô Bình đáp, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Cút! Đạo sĩ cười ha ha, hai người muốn đến ngôi chùa phía trước nhỉ? Thế thì đã sao, Ngô Bình nói. Đạo sĩ khẽ thở dài, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại vào. Xem ra, tôi đây lại phải sát sinh rồi. Nói đoạn, hắn lấy bùa ra, lầm bầm gì đó, Lá bùa lập tức bốc cháy, một luồng sáng đen bay thẳng về phía Ngô Bình và đường băng vân, bên trong lờ mở có tiếng ma quỷ khóc. Ngô Bình cả kinh, bèn chắn trước mặt đường băng vân. Ánh sáng đen ấy sộc thẳng vào người anh, cả người anh run rẩy, cảm nhận được một luồng ý chí tà ác xuất hiện và muốn chiếm cứ thân thể mình. Sức mạnh này rất lớn, dù anh có tu vi tiên thiên vẫn thấy khó chịu cực kỳ. Anh vừa định dốc sức đấu lại thì bỗng cảm thấy đạo chủng trong đan điền rung lên, sau đó sinh ra lực hút rất lớn, đạo ý chí thét gào, lập tức hút vào trong. Vài giây sau, đạo chủng phun ra một luồng lực thần hồn thuần túy. Lực thần hồn này bị thần hồn của Ngô Bình hấp thụ, giúp thần niệm của anh tăng lên gấp đôi. Đạo sĩ cười khẩy như đang chờ Ngô Bình bị bùa con rối của hắn khống chế. Nhưng hắn chờ vài giây rồi mà Ngô Bình vẫn chẳng sao cả. Hắn sầm mặt, sao anh vẫn không bị gì? Ngô Bình đột nhiên bùng nổ, đấm thẳng vào tên đạo sĩ ấy đạo sĩ kinh ngạc thật ra hắn chỉ có tu vi cảnh giới thần ỷ có lá bùa trong tay nên mới ngạo mạn như thế thấy ngô bình phản đòn hắn lập tức bỏ chạy nhưng hắn vẫn quá chậm thoát cái quỷ bộ của ngô bình đã đi đến trước mặt hắn và trưởng hắn văng ra xa ầm uhm, đạo sĩ bay đến mấy mét tiếp đất xong thì không động đậy được nữa lục phủ ngũ tạng đều nát như vẻ khó tin lộ rõ trên mặt hắn sao anh làm được Ngô Bình không trả lời mà hỏi lại, có phải ti mệnh của thiên sát đang ở ngôi chùa phía trước không? Đạo sĩ cười thê lương, tôi có thể trả lời anh. Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh không bị bùa con rối của tôi khống chế? Lấy thẻ con rối ra, Ngô Bình hỏi, biết nó không? Đạo sĩ thở dài, ra là người đồng đạo, chẳng trách anh không trúng chiêu, tôi quá khinh suất. Ngô Bình nói, đến lượt anh trả lời rồi đạo sĩ đáp người mà anh tìm quả thật đang ở trong chùa nhưng tôi khuyên anh đừng vào đó tại sao ngô bình hỏi đại đệ tử của cổ vương miêu cương đang ở trong đó cổ thuật của người này rất tinh thông ngô bình cười khẩy cổ thuật đó là thứ mà tôi không sợ nhất đấy đạo sĩ mất máy tính nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu cơ thể từ từ cứng lại đồng tử mở to ánh mắt đờ đẫn thấy hắn đã chết ngô bình bèn lục lọi người hắn Tìm được một chiếc túi da màu đen, trong túi có ba lá bùa. Ngoài ra, trên người đạo sĩ này còn có hai chiếc bình nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ. Anh không có thời gian ngắm nghía, cất đồ vào rồi cùng Đường Băng Vân đi tiếp. Ngôi chùa đổ nát kia đã ở ngay trước mắt, khi còn cách hơn 300 mét, anh cảm thấy cổ thần cơ trong người mình dục dịch và truyền đến thông tin rằng ngôi chùa này có rất nhiều cổ trùng. Anh sợ Đường Băng Vân trúng đòn, bèn bảo, "Băng Vân à, em ở đây chờ anh, nghe được tín hiệu của anh thì hãng vào. Đường băng vân lắc đầu, không được, em muốn đi cùng anh. Ngô Bình cười bảo, em yên tâm, anh có cổ trùng, sẽ không sao đâu. Đường băng vân thấy anh kiên quyết như vậy, đành nói, vậy anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình bèn rào bước về phía chùa, đến trước cửa chùa, anh thấy tấm ván cửa đã mục nát phân nửa, nhìn kỹ hơn còn thấy đầy bụi li ti bay lơ lửng ở bậc cửa. Những hạt bụi ấy chính là cổ độc vô cùng đáng sợ. Con người chỉ cần hít phải thì sẽ thủng ruột nát bụng, tử vong chỉ trong vòng vài phút. Anh cười khẩy, đi đến vị trí có tường rồi nhẹ nhàng tung người, trèo tường nhảy vào trong sân. Chương 473, giết sạch. Ai đó? Anh vừa tiếp đất khi nghe một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Sau đó có một cái bóng bay ra và tấn công anh. Ngô Bình nhìn thấy rất rõ, cái bóng này là khói xanh lục hình người, là một loại kịch độc nếu không nhờ nhãn lực tốt thì anh đã trúng phải đòn đánh lén của đối phương rồi. Anh lắc lư thân mình, dịch chuyển 3 mét, sau đó xảy một bước đã vào được bên trong chùa. Làn khói xanh lục kia thì phát nổ sau khi lao đi vài mét, khiến mọi thứ xung quanh đều bị ăn mòn. Có thể thấy độc tính mạnh nhường nào. Lúc này trong chùa có bốn người, một ông lão gầy gò đang vẫy hai tay, chỉ ra bên ngoài. Ngô Bình vừa bước vào đã vòng ra sau lưng ông lão hệt như ma quỷ vậy, rồi trưởng vào lưng đối phương. Phụt, ông lão phun máu rồi ngã xuống đất, không động đậy được nữa, hệt như một vũng bùn, chẳng còn sức sống. Ba người còn lại đồng thanh gầm lên rồi ra tay cùng lúc. Một thanh phi đao, một nhúng cắt độc, một luồng ánh sáng kiếm đồng thời hướng về phía Ngô Bình. Tất cả diễn ra chỉ trong chấp nhoáng, Ngô Bình quay lưng về phía cắt độc, đồng thời co rụt đầu lại, ôm tứ chi trước ngực. Nhúng cắt độc ấy đập hết vào lưng anh và bị nhuyễn giáp chặn lại cát độc này rất hiểm độc, làm rách toàn bộ quần áo anh, nơi bị ăn mòn còn bốc khói đen. Anh không nói tiếng nào, tay phải chộp lấy phi đao. Thanh phi đao này có gai ngược, nếu bắt lấy bằng tay không chắc chắn sẽ bị gai đâm bị thương. Mà gai còn có độc, chúng phải sẽ chết ngay. Tay anh có đeo găng tay lấy được từ dược phách nên mới không sợ bị thương. Ánh sáng kiếm đến hơi muộn, Ngô Bình đã rảnh tay cầm phi đao đập mạnh vào đó. Keng, tiếng kim loại chạm nhau vang lên, đối phương cảm nhận được một luồng sức mạnh ập đến, trường kiếm bay ra khỏi tay. Ngô Bình thuận thế phẩy tay, thanh phi đao ấy bèn bay thẳng về phía kẻ đã phóng đao. Người phóng phi đao hoảng loạn lùi bước, nhưng phi đao của Ngô Bình quá nhanh. Người này mới dịch chuyển được mấy mm thì vai trái đã bị đâm trúng. Mũi đao có độc, mặt hắn ta biến sắc, vội vàng lấy thuốc giải trong người ra. Nhưng độc tính quá mạnh, hắn ta lấy được thuốc giải ra thì độc đã lan ra theo máu, đồng tử hắn ta đỏ như máu, thần kinh tê liệt, ngã dạp xuống đất rồi tắt thở rất nhanh. Ngô Bình lướt đến trước mặt kẻ ném cắt độc, ngũ long thánh quyền cao siêu dưới sự trợ giúp của quyền ý đã uyển chuyển vung thẳng vào cổ họng đối phương tựa như linh xà. Giác, người kia ôm cổ họng, lảo đảo lùi mấy bước rồi đột nhiên quỳ xuống đầu, đầu mẹo đi rồi chết. Sau khi giết chết ba người liên tiếp, Ngô Bình mới nhìn đến người xuất kiếm. Hắn chừng 30 tuổi, mặc đồ ôm sát màu đen, Nửa cánh tay còn tê dại, đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Cậu là ai? Ngô Bình đáp, tôi đang muốn hỏi anh câu này đấy. Tại sao lại ra tay với Thiên Sát? Người bị các người bắt đang ở đâu? Hắn hừ giọng, tôi sẽ không nói gì cả. Xuất lời, hắn đã tung người, lao thẳng ra cửa. Nhưng hắn vừa nhảy lên đã thấy vai nặng trịch, chẳng biết Ngô Bình đã đuổi kịp từ khi nào, đã đè chặt lấy hắn. Hắn ngửi được mùi ngọt ngọt, ý thức dần mơ hồ ít lâu sau hắn đã bị ngô bình thôi miên ngây ngẩn đứng im tại chỗ người đâu ngô bình trầm giọng người đàn ông chỉ vào trong trong đó ngô bình ngoái đầu nhìn quả nhiên sau vách tường có một người đàn ông trung niên người này bị thương toàn thân đang thoi thóp xem ra đã bị bọn chúng hành hạ rất nhiều anh vội vàng đi đến căn phòng sát vách thấy một người trung niên bị trói vào ghế trên người chi chít vết thương đã mất ba ngón tay những ngón còn lại chỉ còn xương da đầu ông ấy bị cắt mất một nửa và bị vứt ngay bên cạnh. Một mảnh hộp sọ bị cạy ra, để lộ bề mặt não bên trong được bôi thuốc. Ngoài ra trên người ông ấy còn hơn 100 vết thương lớn nhỏ. Nếu không nhờ người này có tu vi nhân tiên thì đã chết từ lâu rồi. Ngô Bình vội vàng truyền chân khí tím vào cơ thể ông ấy để trị thương. Bây giờ anh mới phát hiện trong người ông ấy còn có 3 loại cổ trùng. Anh lập tức bảo cổ thần cơ ra quân, tức tốc nuốt chửng bọn cổ trùng ấy chân khí tím giúp ông ấy cảm thấy rất dễ chịu ông ấy chầm chậm mở mắt ra nhìn ngô bình rồi gần từng chữ vô ích thôi tôi sẽ không nói gì hết ngô bình không khỏi kính nể người cương trực như ông ấy bèn nói anh lục tôi là người của thiên sát đường băng vân đang ở bên ngoài chúng tôi đến cứu anh ông ấy chính là lục thánh dương ti mệnh tiền nhiệm nghe ngô bình nói xong ông ấy liền nở nụ cười tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi mà ngô bình đáp hãy khoan nói chuyện Tôi sẽ chữa trị giúp anh trước." Dứt lời, anh đi ra ngoài, diệt trừ cổ độc ở cửa rồi gọi Đường Băng Vân vào. Đường Băng Vân chạy ngay vào chùa, thấy thi thể dưới đất, cô ấy cảm thán, nếu là em vào thì giờ đã mất mạng rồi. Ngô Bình nói, "Ti Mệnh Lục bị thương rất nặng, anh phải trị thương trước, em đứng ngoài này trông chừng nhé." Đường Băng Vân gật đầu, "Được." Anh quay về phòng, lấy ngũ hành tiên châm ra rồi bắt đầu chữa trị cho Lục Thánh Dương. Anh dùng chân khí tím để chữa lành từng vết thương cho ông ấy. Vì ông ấy bị thương quá nhiều nên anh đành chữa các vết thương nặng trước. Việc chữa trị khá rắc rối, Lục Thánh Dương không chỉ bị thương nặng mà còn trúng độc, anh phải vừa trị thương vừa loại bỏ chất độc giúp ông ấy. Hơn 3 giờ trôi qua, Lục Thánh Dương đã có thể ngồi dậy, da đầu được khâu, xương và ngón tay bị gãy cũng đã nối lại. Chỉ có điều, một cử động nhẹ thôi cũng khiến cơ thể ông ấy đau đớn vô cùng như bị hàng trăm nghìn mũi dao cứa vào vậy. Ông ấy khẽ mỉm cười, nói bằng giọng kính phục, cậu ngô quả là sở hữu y thuật vô song. Tôi bị thương nặng như thế, vốn đã chẳng còn hy vọng gì, không ngờ cậu có thể cứu tôi sống sót. Ngô Bình vẫn rất có lòng tin với y thuật của mình. Anh tự hào nói, chưa từng có ai được tôi chữa trị mà chết cả. Lục Thánh Dương gật đầu, đoạn hỏi, những người ngoài kia đều do cậu giết à? Ngô Bình đáp, giết ba người, còn một người sống sót. Tôi định đi hỏi người này vài chuyện. À, anh còn nhớ ngày xảy ra chuyện chứ? Lục Thánh Dương gật đầu, nhớ, có hai người cải trang và mạo nhận là cậu và cô cả. Có điều tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhưng chúng chuẩn bị rất đầy đủ, âm thầm hạ cổ độc với tất cả bọn tôi. Tôi đã bị bọn chúng bắt sống như thế. Không khác dự đoán của Ngô Bình lắm, anh hỏi tiếp, anh có muốn biết kẻ ra tay là ai không? Lục Thánh Dương gật mạnh, tất nhiên rồi. Thế là Ngô Bình gọi người bên ngoài vào, hỏi chuyện các người thuộc tổ chức nào, mục đích đối phó với trụ sở chính của thiên sát là gì. Đối phương nghĩ ngợi rồi đáp, chúng tôi đều thuộc giờ thân của 12 canh giờ địa phủ. 12 canh giờ, Ngô Bình giật mình, 12 canh giờ nghĩa là có 12 nhóm người. Phải, hắn đáp, mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt trụ sở chính cảng thành của thiên sát, lấy được sổ sách. Ngô Bình hỏi tiếp, ngoài 12 canh giờ, địa phủ còn có gì nữa? Không rõ, người này trả lời, chúng tôi chỉ biết thông tin về 12 canh giờ. Ngô Bình hỏi, giờ thân có bao nhiêu người? Tám người, hai người chết vào hôm hành động, hiện còn 6 người, ngoài tôi và thần chủ, đều đã bị anh giết chết. Địa phủ làm vậy vì mục đích gì? Không biết. Địa phủ có cải nội ứng vào đường môn không? Không biết. Ngô Bình ngoảnh đầu hỏi Lục Thánh Dương, anh Lục thấy sao? Lục Thánh Dương ngẫm nghĩ, chắc không hỏi được gì nữa đâu. Chúng ta về trước, rồi tính kế lâu dài." Ngô Bình gật đầu, "Được." Họ đi ra ngoài, Ngô Bình lục lọi mấy thi thể kia, tìm được vài thứ, đặc biệt là kẻ dùng cổ độc, trên người còn mấy con cổ trùng. Anh bèn thả cổ thần cơ ra và nuốt sạch chúng. Lục Thánh Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên Ngô Bình cõng ông ấy. Cả ba và người của giờ thân cùng lên xe, rồi lái xe rời khỏi đó. Chương 474: Giải cứu. Đường Băng Vân rất vui tìm được lục thánh dương thì những chuyện còn lại dễ dàng hơn nhiều. Xe chạy đến cây cầu vượt biển, người nọ đột nhiên nhìn thẳng về phía trước rồi nói, "Thần chủ đến rồi." Ngô Bình lập tức giảm tốc độ xe, hỏi lại, "Thần chủ ở đâu?" Hắn đáp, "Thần chủ ở khắp mọi nơi." Lời vừa dứt, một cái bóng xám mờ đã bay từ trên trời xuống và xâm nhập vào người Ngô Bình. Anh phanh gấp, cảm xúc trên mặt không ngừng thay đổi, khi thì đau khổ, lúc thì dữ tợn, đường băng vân sợ sệt hỏi ngô bình anh sao vậy lục thánh dương rất am hiểu trầm giọng bảo cậu ấy bị tà ma ám vào rồi đường băng vân nghe như xét đánh ngang tài thẫn thờ bất động lục thánh dương nói cô cả chúng ta mau đi thôi không cứu được cậu ấy đâu không tôi không thể bỏ anh ấy lại đường băng vân lập tức trở nên bình tĩnh vô cùng sẽ có cách thôi lục thánh dương thở dài cô cả nếu ở lại chúng ta sẽ chết đường băng vân nhẹ nhàng nói ti mệnh lục hãy lái xe đi trước đi tôi sẽ ở lại với ngô bình lục thánh dương ngây người sau đó mới thở dài mạng của tôi do cậu ngô cứu thôi vậy tôi trả cái mạng này cho cậu ấy ngô bình cảm thấy cơ thể mình không kiểm soát được một luồng sức mạnh đáng sợ đang chấn áp thần hồn anh và khiến anh mất đi quyền tự chủ trong đầu anh bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo và không có cảm xúc của con người hạng tôm tép như ngươi mà cũng dám phá hỏng kế hoạch của ta ta sẽ giáng thần hồn của ngươi xuống 9 tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Ý thức của Ngô Bình lại tỉnh táo vô cùng, anh nói, khoác lác, dáng thử tao xem nào. Tà ma sửng sốt, to gan lắm, bình thường những kẻ bị ta đoạt thân thể đều sợ chết khiếp cả. Ngô Bình bảo, cứ ngông cuồng đi, vì lát nữa mày không còn cơ hội ấy nữa đâu. Tà ma cười khẩy, hạng tôm tép này, người cứ vùng vẫy đi. Dù có vùng vẫy thế nào, người cũng sẽ bị tiêu diệt lúc này ngô bình trượt gầm lên đạo trùng sao còn chưa hành động gì cơ đạo trùng tà ma cả kinh lập tức tìm kiếm trong cơ thể ngô bình phát hiện có đạo trùng trong đan điền của anh trước đó đạo trùng có vẻ đang ngủ say nhưng sau khi bị tà ma nhìn thấy thì lập tức có cảm ứng và sản sinh ra một lực hút cực lớn tà ma hét lên thảm thiết không thể nào xin tha mạng mới hết được một nửa thì tà ma đã bị đạo trùng hút hết vào đạo trùng run lên vài cái sau đó giải phóng ra một luồng lực thần hồn khủng khiếp. Toàn bộ lực thần hồn này được dung hợp vào thần hồn của Ngô Bình. Chỉ vài phút sau, niệm lực của anh đã tăng lên gấp 5, 6 lần. "Xì, si, tao còn tưởng mày ghê gớm thế nào." Anh lẩm bẩm. Mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng ở lan can bên cầu. Đường Băng Vân nắm tay anh, Lục Thánh Dương đứng ở bên còn lại. Thấy anh đã tỉnh, Lục Thánh Dương cảm mừng, "Cậu Ngô không sao chứ?" anh cười đáp mạng tôi lớn không sao rồi trái tim lửng lơ của đường băng vân cuối cùng cũng được thả lỏng cô ấy đột nhiên ôm chặt anh lặng lẽ rơi nước mắt ngô bình cảm thấy rất ấm lòng ban nãy anh bị tà ma xâm nhập là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm đường băng vân vẫn ở lại bên cạnh anh là điều rất đỗi đáng quý anh dịu dàng nói băng vân anh không sao đường băng vân lau nước mắt rồi cười thật tươi nụ cười ấy như trăm hoa đua nở khiến trái tim Ngô Bình loạn nhịp. Nếu không vì bóng đèn Lục Thánh Dương đang ở đây, chắc chắn anh đã làm gì đó. Lục Thánh Dương cười ha ha, cậu ngô quả là khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình thấy không còn sớm, bèn nói, lên xe thôi. Xe chạy qua cầu, hai người họ hỏi anh vừa xảy ra chuyện gì. Ngô Bình mới kể, sau khi tà ma xâm nhập cơ thể thì đã bị anh dùng pháp khí chân áp. Anh không thể tiết lộ chuyện đạo trùng, không phải vì anh không tin họ, mà vì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đường băng vân cảm thán, may mà anh có pháp khí, không thì rắc rối to rồi. Ngô Bình bảo, chuyện đã qua, không nhắc nữa. À, anh Lục, sau khi trở về, anh tiếp tục làm ti mệnh nhé. Lục Thánh Dương vội xua tay, không, cậu Ngô à, cậu làm ti mệnh đi, anh có thể làm trợ thủ của cậu. Cậu cũng biết thương tích của anh rồi đấy, đã tổn thương đến căn cơ, không thể hồi phục trong 3, 4 năm. Trong thời gian này, anh không đủ khả năng nhậm chức ti mệnh đường băng vân nói ngô bình anh không cần khách sáo anh cứ làm ti mệnh đi rồi để anh ấy phò tá ngô bình gật đầu cũng được vậy sau này phải làm phiền anh lục rồi lục thánh dương cười bảo mạng của anh do cậu cứu sống cậu nói thế nào chính là thế ấy trong lúc cả ba trò chuyện xe đã chạy đến trụ sở chính khi nhìn thấy ti mệnh tiền nhiệm và ngô bình cùng nhau xuất hiện ai nấy đều ngỡ ngàng vô cùng Ngô Bình lên tiếng, thì mệnh lục đã được tôi giải cứu, hiện giờ cần nghỉ ngơi. Mấy người họ đến văn phòng, Lục Thánh Dương thấy có nhiều người đang huấn luyện bên ngoài, bèn tò mò hỏi, cậu Ngô, họ đang luyện công à? Ngô Bình gật đầu, tôi thấy họ quá yếu, muốn nâng cao năng lực cho họ một chút. Lục Thánh Dương gật gù, trước đây tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng năng lực tôi có hạn, không làm được. Cậu dám làm điều này, chắc hẳn có những phương pháp đặc biệt. Khâm phục, anh đáp, không hẳn là phương pháp đặc biệt gì, tôi chỉ biết một vài cách luyện hình và một chút thích sát thuật. Lục Thánh Dương cười bảo, có cậu ở đây thì anh yên tâm rồi. Khu vực Á Châu do cậu dẫn dắt chắc chắn sẽ vượt qua các khu vực khác. Ngô Bình xua tay, lát nữa tôi sẽ tiếp tục trị thương cho anh. Tôi bận rộn nhiều việc, vẫn phải nhờ anh trông chừng bên này giúp tôi. Ông ấy vội nói, tìm mệnh yên tâm, khi cậu vắng mặt, ở đây cứ giao cho anh trông coi. Ngô Bình rất vui, anh thật sự không muốn đảm nhận trước ti mệnh này vì nó chiếm quá nhiều thời gian của anh. Nay có Lục Thánh Dương ở đây, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, chỉ cần thỉnh thoảng trở về chỉ dậy một chút là được. Bây giờ là buổi chiều, anh chị liệu giúp Lục Thánh Dương đã được 2 giờ, sắp tối rồi. Bây giờ trụ sở chính đã có Lục Thánh Dương trông chừng, Ngô Bình và Đường Băng Vân rốt cuộc cũng có thời gian cho riêng mình. Cảng thành là thiên đường mua sắm, anh đi mua đồ với em đi, Đường Băng Vân bỗng lên tiếng, giọng hung dữ không cho phép anh từ chối ngô bình nhún vai được thôi cô cả muốn mua gì nào đường băng vân có thể nói là cô nàng không giỏi ăn mặc nhất đường môn cô ấy nghiến răng đáp gì cũng mua ngô bình cười khổ gì cũng mua thì phạm vi hơi rộng đấy thế này đi chúng ta sẽ đi dạo thấy thứ gì phù hợp thì anh sẽ chọn giúp em được chứ đường băng vân gật đầu ừ nghe anh vậy cả hai lái xe đến khu phồn hoa nhất cảng thành nơi đây tấp nập người qua lại và sầm uất vô cùng. Hai người xuống xe ở đầu phố, ở ngay phía trước là nơi bán xa xỉ phẩm lớn nhất cảng thành Venus Plaza. Đứng ở cửa ra vào, Ngô Bình cười nói, hôm nay em mua sắm còn anh quẹt thẻ. Mắt đường băng vân sáng rỡ, anh nói đấy nhé, thế em không khách sáo đâu. Họ bước vào trung tâm, tầng một bán quần áo, giày, mũ. Cả hai đi dạo, thấy thứ gì hợp là mua. Chẳng bao lâu sau, anh đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Hồi sau, anh xách không xuể nữa, bèn gọi hẳn mấy người phục vụ đến giúp, bảo họ xách túi đi ngay phía sau. Có bốn người xách túi chuyên dụng đi sau họ, cảnh tượng này lập tức gây chú ý, ai cũng xôn xao bàn luận. Nhìn kia, mấy người nội địa chưa từng thấy mấy món này nên mua một lần cả đống, một anh chàng cảng thành nói với bạn gái. Nội địa có thứ gì đâu chứ, bọn họ sợ về rồi không mua được nữa đấy, cô bạn gái cũng phụ họa họ bàn tán bất lịch sự như vậy nhưng Ngô Bình chẳng hề bận tâm. Bởi anh cảm nhận được sự ngưỡng mộ đằng sau vẻ mặt khinh thường của hai người bản địa. Suy cho cùng thì người có thể bỏ ra vài triệu mua đồ như họ giàu có hơn hai người đó rất nhiều. chương 475, Hội Tham Hợp Sau khi dạo xong một tầng, họ định lên tầng 2 xem hàng thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Diệp Huyền. Tiền bối đang ở Cảng Thành sao? Ngô Bình hơi bất ngờ, đúng vậy, sao anh biết? Diệp Huyền cười hì hì, tôi đi đường môn tìm tiền bối, cấp dưới của tiền bối nói với tôi. Ngô Bình nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền nói, tiền bối, lần trước tả vân tinh cầm tiền đi chuộc tên nhãi tả lang về, tiền bối không quan tâm đến ông ta nên tôi đi gặp. 10 tỷ đã được chuyển vào tài khoản rồi, tôi chuyển khoản cho tiền bối nhé. Ngô Bình cười lạnh, tả vân tinh giờ lại biết điều đấy nhỉ? Được, anh chuyển cho tôi đi. Diệp Huyền, được, ngoài ra thì có tiền bối tha cho tả lang không? Lần trước Ngô Bình bí mật dở trò trên người tả lang, tuy sau này được giải trừ một phần nhưng giờ tả lang vẫn rất đau đớn, sắp chịu đựng không nổi nữa. Ngô Bình biết Diệp Huyền và tả lang cũng là chỗ quen biết, liền nói, được, anh bảo hắn ta đến Cảng Thành gặp tôi, tôi sẽ giải thích cho hắn ta. Diệp Huyền, được, tiền bối, anh ở đâu, tôi và tả lang sẽ đến gặp anh. Ngô Bình sướng sờ, cái tên kia, Cậu đến Cảng Thành từ trước rồi à? Diệp Huyền cười hì hì, tôi sợ tả lang chết nên buổi chiều đã đưa hắn ta đến Cảng Thành. Ngô Bình nghĩ một chút rồi nói, tôi ở quảng trường Kim Tinh, anh đưa hắn ta đến đi. Cúp máy xong, đường băng vân hỏi, ai gọi thế? Con trai tả vân tinh. Đường băng vân, tả lang sao? Nói ra thì Bang Long xà cũng có chi nhánh ở Cảng Thành, hơn nữa còn có đơn vị riêng. Ngô Bình, ồ... Ở Cảng Thành cũng có Bang Long Xà sao? Đường Băng Vân nói, ở Cảng Thành có hội tham hợp, phía dưới có 18 đơn vị, Bang Long Xà là một trong số đó. Ngô Bình gật đầu, tôi từng nghe nói, thế lực của hội tham hợp này rất lớn, phân bố trên toàn cầu, nhân số hàng triệu. Đường Băng Vân nói, đúng vậy, chỉ riêng Cảng Thành thôi đã có 500.000 người thuộc hội này rồi. Ngô Bình kinh ngạc, nhiều thế sao? Đường băng vân, cứ 12 người ở Cảng Thành thì có một người là thành viên của hội tham hợp. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tầng 2. Tầng 2 chủ yếu bày túi sách và đồ trang sức, đường băng vân không hứng thú với túi nhưng rất thích trang sức. Lúc hai người đang đi dạo xem đồ thì tại một tòa nhà cách quảng trường Kim Tinh không xa, tả lang ốm yếu được người ta dìu, sắc mặt hắn ta trắng bệch, vẻ mặt đau đớn. Đây là một phòng họp rất lớn, bên trong có đầy người. Một ông già tóc bạc đánh giá tả lang, hỏi ai làm cậu bị thương. Tả lang cắn răng, cậu ta là Ngô Bình. Ông già hỏi, vì sao cậu ta lại ra tay tàn nhẫn với cậu như vậy? Tả lang khóc nói, thủ lĩnh, hôm đó cậu ta ăn nói rất ngông cuồng, nói rằng hội tham hợp kém xa đường môn. Tôi nghe mà cam phấn, liền tranh luận với cậu ta, kết quả là bị cậu ta hại thành thế này. Cậu ta còn huynh hoang nói sớm muộn thì anh ta cũng đến cảng thành đoạt đi trước thủ lĩnh, giải tán hội cậu ta nói thế thật sao, ông già vẫn bình tĩnh hỏi. Tả lang gật đầu, cậu ta còn nói đường môn sắp bước chân vào cảng thành, 12 đơn vị của hội chúng ta sẽ phải cút ra khỏi cảng thành. Ha ha ha, ông già cười lớn, trong nụ cười ẩn chứa sát khí, ăn nói lớn lối đấy. Tả lang nói tiếp, thủ lĩnh, thuộc hạ mạo hiểm đến đây là để thông báo cho người biết. Ngô Bình đã ở cảng thành rồi, không chừng sắp có hành động gì đó, thủ lĩnh phải thật cẩn thận ông già chính là thủ lĩnh của hội than hợp, cao thủ nhân tiên cảnh giới thứ hai, tên là Hồng Khôn, kẻ đứng đầu 12 đơn vị của Cảng Thành. Lúc này cửa bị đẩy ra, Diệp Huyền mỉm cười đi vào nói, tả lang, sư thúc tổ của tôi đồng ý rồi. Mới nói được một nửa nụ cười anh ta liền tắt ngấm. Anh ta nhìn những người có mặt mà nhíu mày, nói tả lang, những người này là ai? Tả lang không trả lời mà nói với ông già, thủ lĩnh, đây là người thân cận của Ngô Bình, cậu ta tên Diệp Huyền. Diệp Huyền vô thức lùi lại, tức giận nói: "Tả Lang, anh phải nghĩ kỹ vào, thủ pháp của sư thúc tổ tôi không ai giải được đâu." Tả Lang đanh giọng nói: "Tả Lang này dù có chết cũng phải nhắc nhở thủ lĩnh." Diệp Huyền là người vô cùng thông minh, vừa thấy đã hiểu ngay. Anh ta lắc đầu, nói: "Ông chắc là ông Hồng của hội tham hợp đúng không?" "Tôi là Diệp Huyền." Bắt lấy, Diệp Huyền còn chưa nói xong thì đã có hai người xông đến ấn anh ta xuống đất. Mặt anh ta dán xuống sàn đầu bị dẫm chân lên. Hồng khôn lạnh nhạt nói, tả lang, cậu nói đó là người của Ngô Bình đúng không? Tả lang nói, đúng vậy, bắt được tên này thì Ngô Bình chắc chắn sẽ tới đây. Hồng khôn nói, bảo cậu ta gọi điện đi. Ở quảng trường Kim Tinh, Ngô Bình chưa mua được gì mấy thì Diệp Huyền đã gọi tới. Anh còn tưởng hai người sắp tới rồi, liền nói tôi ở tầng 2. Sau đó anh liền nghe thấy tiếng thở hổn hển của Diệp Huyền, tiền bối, tôi bị người ta bắt rồi, tiền bối hãy bảo ông tôi đến cứu tôi. Nói được nửa thì Diệp Huyền kêu lên thảm thiết, xem ra bị người ta đánh, sau đó không có tiếng gì nữa. Ngô Bình sợ thoát tim, Diệp Huyền, có chuyện gì vậy? Sau đó anh nghe thấy giọng tả lang, đối phương nói với giọng vô cùng thù hằn, Ngô Bình, cậu không muốn Diệp Huyền chết thì hãy tới đây ngay, tôi cho cậu 30 phút. Ngô Bình hít mắt, tả lang, dám động vào Diệp Huyền thì anh chán sồng rồi đấy. Tả lang cười lạnh, Ngô Bình, giờ tôi không sợ cậu đâu. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, nhớ là chỉ có nửa tiếng thôi. Nói xong hắn ta liền cúp máy. Đường băng vân nhìn anh, Diệp Huyền xảy ra chuyện rồi sao? Ngô Bình thở dài, cái tên nhóc này lại gây chuyện rồi. Tôi đi với anh, cô ấy nói. Ngô Bình lắc đầu, vừa nãy cô nhắc đến bang Long xà cũng thuộc hội tham hợp. Tôi nghĩ tả lang dám động vào Diệp Huyền khả năng cao là mượn sức mạnh của hội tham hợp, tôi không hề có mâu thuẫn với hội đó, chuyện này chỉ cần nói rõ là được. Đường băng vân lắc đầu, muốn nói lý với hội đó thì anh ngây thơ quá. Ngô Bình cười nói, thế này nhé, tôi sẽ bói một quẻ trước. Nói xong anh liền tung ra 5 đồng tiền đế, niệm chú trong chốc lát liền thấy hai tấm hình. Vẻ mặt anh rất kinh ngạc, mãi lâu không nói gì. Đường băng vân vội hỏi, sao rồi, đi hay không đi? Sắc mặt Ngô Bình rất nặng nề, Nói quẻ này nói rằng nếu tôi đi sẽ có vận đào hoa. Sắc mặt Đường Băng Vân liền lạnh đi, vận đào hoa. Ngô Bình cười khổ, đúng thế, chính là vận đào hoa. Chờ đã, còn có số phát tài nữa, thế này thì lạ quá. Đường Băng Vân cười lạnh, tôi sẽ xem xem anh gặp vận đào hoa gì ở đó. Ngô Bình lắc đầu, chẳng lẽ tôi tính nhầm. Lúc này Tả Lang dùng điện thoại Diệp Huyền để gửi định vị. Anh nhìn, trầm giọng nói, Băng Vân, chúng ta đi anh gửi đồ tạm ở tủ trung tâm thương mại rồi hai người đi xe đến nơi đó, tòa nhà Hồng Long của Cảng Thành. chương 476, số đảo Hoa. Tòa nhà Hồng Long là trụ sở chính của hội tham hợp, lúc này trên tầng 9 của tòa nhà, Diệp Huyền với mặt mũi sưng vù đang nằm trên mặt đất không thể cử động. Tả lang đứng cạnh cũng rất khó chịu, bởi thứ ngô bình hạ vào người hắn ta đang phát huy tác dụng, hắn ta đau tới nỗi sắp chết. Một người đàn ông trung niên đang vỗ liên tiếp vào người hắn ta, nhưng dù dùng cách gì cũng không thể khỏi, ngược lại càng khiến hắn ta đau đớn hơn. Được rồi, Hồng Khôn nói, không cần thử nữa, thủ đoạn của kẻ đó rất cao siêu, không phá giải được đâu. Người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại, chắp tay với Hồng Khôn, thủ lĩnh, thứ lỗi cho sự bất tài của thuộc hạ. Hồng Khôn lạnh nhạt nói, không trách anh được, mô bình thông thảo y thuật, thủ đoạn phức tạp, không giải được là chuyện bình thường. Tả Lang không nhịn được nữa, quát Diệp Huyền, Diệp Huyền Bảo sư thúc tổ của cậu tới cứu tôi đi, tôi sắp chết rồi. A, à. nỗi đau của tả lang hiện tại còn mạnh hơn gấp trăm lần so với khi cơn nghiện ma túy phát tác. Bây giờ hắn ta không thể quan tâm đến bất cứ thứ gì, hắn chỉ mong Ngô Bình có thể cứu mình. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, chế nhạo. Bây giờ mới biết là khó chịu sao? Biết thế thì đừng làm. Cầm miệng. Có người xông tới đá vào miệng Diệp Huyền khiến miệng anh ta chảy máu. Diệp Huyền hung hăng nhìn chằm chằm người đó nói, lần này anh đá tôi, sau này tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần. Người đàn ông định đá tiếp, Hồng Khôn chợt nói, đủ rồi. Ông ta liếc nhìn thời gian và nói, Vân Tôn sắp đến, đừng để máu xuất hiện. Vừa dứt lời, có người vội vàng báo, thủ lĩnh, Vân Tôn đến rồi. Hồng Khôn vội vàng đứng dậy và bước nhanh ra cửa, nhưng ông ta chỉ mới bước được vài bước thì một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khí chất tao nhã dung mạo vô song, mái tóc dài bồng bềnh, bước đi chậm rãi. Hồng Khôn vội vàng quỳ trên mặt đất, tham kiến Vân Tôn. Người phụ nữ khẽ gật đầu, nói: "Đứng dậy đi." Hồng Khôn đã đứng dậy, nhưng vẫn cúi nửa người. Ông ta nói với giọng nịnh bợ: "Vân Tôn, lần này người đến không biết có gì dặn dò ạ?" À? Người phụ nữ nói: "Ông giúp tôi tìm một thứ, trên này có giới thiệu." Nói xong cô ta đưa một tờ giấy cho Hồng Khôn. Hồng Khôn mở nó ra và thấy một loại cây lạ được vẽ trên đó mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Bên cạnh có một dòng chữ mô tả, giải thích ngắn gọn về mùi hương của cây, môi trường phát triển, v, v. Ông ta cất mảnh giấy đi và nói, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để tìm ra thứ này càng sớm càng tốt. Người phụ nữ khẽ gật đầu, xoay người định rời đi thì tả lang đột nhiên hét lên một tiếng. Vân Tôn nhìn hắn ta, chỉ liếc hắn ta một cái, nói thật là một thủ đoạn cao siêu. Không khôn giật mình, vội nói: "Vân Tôn, đây là đồ Tôn của thuộc hạ, Tả Lang. Nó đã bị ai đó tấn công, thuộc hạ đang nghĩ cách giải trừ giúp nó, không muốn làm phiền người." Vân Tôn nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, nếu tôi đã gặp phải thì tôi sẽ giúp hắn ta giải quyết." Cô ta dùng ngón tay điểm trong không khí, vài luồng sức mạnh âm thầm xâm nhập vào cơ thể Tả Lang. Người hắn ta chợt thả lỏng, cơn đau khiến hắn ta tuyệt vọng biến mất. Hắn ta rất ngạc nhiên và vui mừng muốn cảm ơn người đó, nhưng Hồng Khôn lại nhìn chầm chầm vào hắn ta khiến hắn ta sợ hãi, lặng lẽ nuốt xuống lời cảm ơn. Người phụ nữ giải được thứ ngô bình hạ lên người tà lang, cô ta có vẻ hơi tò mò về người đã ra tay, vì vậy hỏi ai là người làm điều này. Hồng Khôn vội vàng nói, thưa Vân Tôn, người đàn ông đó tên là Ngô Bình, tôi đang hẹn cậu ta đến đây. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì tôi sẽ đợi một lúc. Tôi phá giải được thủ đoạn của anh ta, giữa chúng tôi cũng coi như có nhân quả, chi bằng gặp mặt một lần. Hồng khôn sừng sốt, mỗi lần Vân Tôn đến đều giao cho ông ta một nhiệm vụ, nói xong liền rời đi, việc ở lại đợi một người thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Đúng lúc này, di động của tả lang vang lên, là Ngô Bình gọi. Hồng khôn lấy điện thoại, nói cậu có phải là Ngô Bình không? Tôi ở tầng 9, lên đi. Ở dưới lầu, Ngô Bình để điện thoại di động xuống, anh có chút lo lắng, liền nói với đường băng vân băng vân cô ở dưới lầu chờ tin tức của tôi đường băng vân cao mày hội tham hợp này không đơn giản đâu anh đi một mình quá nguy hiểm chúng ta cùng nhau đi lên ngô bình lắc đầu nói cùng nhau đi nếu như chúng ta thua kẻ địch thì ai sẽ đi báo tin hãy ngoan ngoãn chờ tôi phía dưới đường băng vân khẽ thở dài biết ngô bình không muốn mình mạo hiểm lập tức nói được rồi nếu như trong vòng nửa giờ nữa anh không ra ngoài tôi sẽ dùng toàn bộ lực lượng của thiên sát để đi tìm hồng khôn đòi người. Ngô Bình cười, tôi đã bói rồi, chắc không sao đâu. Vào thang máy, anh đến tầng 9. Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy tả lang. Anh rất kinh ngạc, bởi thứ anh hạ trên cơ thể hắn ta đã được phá giải. Mặt anh trầm xuống, anh nói, tả lang, ai đã giúp anh? Tả lang rất đắc ý, tên kia, núi cao còn có núi cao hơn, ở đây có một vị cao thủ mạnh hơn cậu gấp vạn lần, Ngô Bình chế nhạo, mạnh hơn tôi gấp vạn lần sau. Anh bị lừa đá vào đầu à? Tả Lang rất tức giận, đừng có ngông cuồng, nếu có giỏi thì hãy đi với tôi, tôi sẽ đưa anh đến gặp cao nhân đó, hắn ta cố ý nói thế để châm ngòi mâu thuẫn giữa Ngô Bình và người phụ nữ bí ẩn đó, mượn dao giết người. Ngô Bình bước vào, đến một đại sảnh, anh thấy bên trong có rất nhiều người đang ngồi. Anh tò mò về người đã phá vỡ thủ đoạn của mình, ngay khi anh bước vào đã hỏi ai đã giải quyết thủ đoạn tôi hạ trên người tả lang. Sắc mặt hồng khôn thay đổi, ông ta đã định mắng ngô bình. Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp nói, Vân Tôn đã lạnh nhạt nói là tôi. Ngô bình nhìn người phụ nữ, anh ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ta, nhìn chầm chầm vào cô ấy mất mấy giây. Không phải chứ, cô ta là số đào hoa của mình sao, anh ngạc nhiên. Ngay sau đó, anh nói cô là người đầu tiên có thể giải trừ được thủ đoạn của tôi. Người phụ nữ bị anh nhìn chằm chằm mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô ta nói, nếu có thể dùng phương pháp như vậy, hẳn là anh rất thông thạo y thuật. Ngô Bình hừ một tiếng, cô nói đúng, đây chỉ là một chiêu đơn giản tôi đã sử dụng, nếu tôi dùng một chiêu lợi hại hơn, ngay cả cô cũng không giải được. Người phụ nữ này lai lịch phi thường, hiểu biết rộng, bản lĩnh vững vàng, nghe Ngô Bình nói thế, sự kiêu ngạo của cô ta bị khiêu khích, liền lạnh nhạt nói, chỉ cần không phải là cấm chế thiên tiên thì sẽ không làm khó được tôi. Ngô Bình chế nhạo, trông cô xinh đẹp thế này, không ngờ lại còn biết nói khoác. Ngay khi những lời này nói ra, Hồng Khôn gần như sợ chết khiếp, ông ta tức giận nói, láo tuét. Vân Tôn giơ tay lên ra hiệu ông ta đừng nói, cô ta bảo, ô, anh nghĩ tôi đang nói khoác à? Ngô Bình khịt mũi, cô nói điều cô không làm được, không phải nói khoác thì là gì? Vân Tôn lạnh nhạt nói, nếu anh không tin, tôi có thể chứng minh ngay tại đây. Ngô Bình, muốn so hơn thua với cô ta, nhưng lại nói, như thế không tốt đâu, cô là một cô gái, nếu thua thì sẽ xấu hổ lắm. Vân Tôn sững sờ một hồi, lâu rồi không có ai gọi cô ta là cô gái, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, cô ta nói, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ giải quyết được. Ngô Bình thấy cô ta xinh đẹp tuyệt trần, vừa nghĩ tới quẻ bói liền cười nói, vậy thì đánh cược đi, cô có dám không? vân tôn có chút tò mò nên hỏi anh anh định đánh cược cái gì anh lấy ra chiếc nhẫn đồng đổi của đông hoàng nói đây là một pháp khí tôi thua thì tôi đưa nó cho cô vân tôn nhìn lướt qua lạnh nhạt nói thứ này có chút giá trị tôi cược với anh ngô bình nói tôi thua thì thứ này thuộc về cô nhưng nếu cô thua thì sao vân tôn khẽ lắc đầu tôi không thua ngô bình dựng ngón tay cái nếu cô tự tin đến thế thì tôi sẽ đặt một điều kiện cho cô thế nào Vân Tôn lạnh nhạt nói, "Được." Ngô Bình cười nói, "Nếu cô không phá giải được thì phải làm bạn gái tôi ba năm." Vừa dứt lời, tất cả mọi người im phăng phắc, Hồng Khôn kinh ngạc tới nỗi ngất đi. Những người khác cũng kinh hoàng, sao Ngô Bình dám nói như vậy chứ? Chương 477, Vân Tôn. Vân Tôn không hề tức giận, còn nói, "Được." Ngô Bình tới trước mặt Tả Lang, Tả Lang giật bắn, nói, "Ngô Bình, cậu muốn làm gì?" Ngô Bình cười nói, anh tả, mượn anh dùng chút nhé. Cậu dám, tả lang gào lớn, nhưng hắn ta mới nói được hai chữ là Ngô Bình đã tóm lấy vai hắn ta. Hắn ta lập tức không nói được, không động đậy được, chỉ có thể mặc cho Ngô Bình thích làm gì thì làm. Trong cơ thể anh có luồng năng lượng kỳ lạ được hấp thu từ phí liêm, luồng năng lượng này chỉ có cảnh giới thiên tiên mới có, giờ đây lại được pha lẫn với chân khí của Ngô Bình, trở thành một phần sức mạnh của anh. Những ngày nay, anh đã nghiên cứu về năng lượng kỳ lạ này, và mặc dù anh vẫn chưa tìm hiểu rõ, nhưng anh đã hiểu được phần nào. Ví dụ như năng lượng này tác động lên cơ thể người thì cực kỳ khó phá giải, trừ phi là thiên tiên nếu không sẽ không bao giờ phá giải được. Vào lúc này, với sự trợ giúp của năng lượng kỳ lạ này, anh đã hạ một cấm chế vô cùng phức tạp lên người Tả Lang. Anh vừa vỗ vừa bấm vừa điểm, Tả Lang liên tục gào thét, cuối cùng mất sức, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển. 3 phút sau, ngô cẩn ngôn lau mồ hôi cười với người phụ nữ mời người phụ nữ lạnh nhạt nói tuy rằng thủ đoạn của anh phức tạp khó lường nhưng đối với tôi tôi nó không khác gì thủ đoạn trước đây của anh ý của người phụ nữ quá rõ ràng trước mặt sư tử tuy cừu lớn hơn thỏ một chút nhưng cả hai giống nhau sư tử chỉ cần dùng một đòn là có thể giết chết thủ đoạn của ngô bình cũng thế bất kể là đơn giản hay phức tạp chỉ cần giơ tay lên là cô ta có thể phá giải được Ngô Bình nói, đừng ăn nói lớn lối, phải thử rồi mới biết. Bàn tay ngọc ngà của người phụ nữ khe vẫy, hàng chục luồng năng lượng thần bí xâm nhập vào cơ thể tả lang, muốn phá giải thủ đoạn của Ngô Bình. Ngô Bình kinh ngạc, đôi mắt nhìn thấu vạn vật của anh nhìn thấy có 24 luồng năng lượng màu sắc khác nhau bay ra từ tay của người phụ nữ, đây là bản lĩnh của cao thủ địa tiên. 24 luồng năng lượng tiến vào trong cơ thể tả lang, sau khi thăm dò một hồi, Người phụ nữ kêu lên một tiếng hừ một tiếng rồi khua ngón tay, như thể đang điều khiển những năng lượng đó. Tuy nhiên, cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa thì thủ đoạn của Mô Bình vẫn còn đó, hoàn toàn không giải được. Ngược lại, Tả Lang đau đớn tột cùng, vừa khóc vừa cười, lúc ngất đi, lúc lại hưng phấn. Nhìn thấy Tả Lang sắp bị tra tấn đến chết mà vẫn chưa giải được, vẻ mặt của người phụ nữ trở nên nghiêm túc, cô ta bước đến bên cạnh Tả Lang, đặt bàn tay ngọc của mình lên người hắn ta vừa vỗ vừa điểm. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Khôn vừa tỉnh dậy đã suýt ngất đi lần nữa. Trong ấn tượng của ông ta, Vân Tôn là người toàn năng, nhưng giờ lại không giải được thủ đoạn của người này sao? Tả lang không còn la hét nữa, bởi vì hắn ta không còn sức lực, thân thể không ngừng run rẩy, sùi bọt mép, dưới da có vô số năng lượng dâng trào giống như run đất đang bò. Người phụ nữ rất kiên trì, cô ta cố gắng hơn 10 phút rồi mới bỏ cuộc. Cô ta khẽ thở dài, Nói tôi không thể khống chế được luồng năng lượng kỳ lạ của anh, thế nên không thể phá giải cấm chế của anh, tôi thua rồi." Cô ta nhận thua rất thoải mái, Ngô Bình đắc thắng nói, "Thế nào, giờ cô biết tôi giỏi thế nào chưa?" Người phụ nữ gật đầu, "Anh rất giỏi." Ngô Bình nhìn cô ta cười nhếch môi, nói, "Cô gái à, từ giờ cô phải làm bạn gái tôi 3 năm." Cô ta không sốt ruột, cũng không tức giận, nói rất lạnh nhạt, xem ra đây là đây là kiếp số của tôi, không trốn thoát được. Sau khi nói xong, cô ta cười với Ngô Bình, dám cược dám thua, hiện tại tôi là bạn gái của anh. Hồng Khôn sắp phát điên lên, ông ta nói, "Ngô Bình, cậu có biết Vân Tôn là ai không?" Ngô Bình chế nhạo, "Không cần biết cô ấy là ai, hiện tại cô ấy đã là bạn gái của tôi." Sau đó anh cau mày hỏi, "Ông là hội trưởng hội tham hợp sao? Ông kêu tôi tới đây để làm gì?" Hồng Khôn cười nhạt, ông ta nhìn người phụ nữ với vẻ mặt phức tạp cung kính nói vân tôn người người phụ nữ nói anh ấy là bạn trai của tôi việc của anh ấy đương nhiên cũng là của tôi tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây đi hồng khôn vội nói vâng sau đó ông ta cười với ngô bình cậu ngô mọi chuyện chỉ là hiểu lầm chính tả lang đã châm ngòi mâu thuẫn tôi đã nhận ra rồi ngô bình chế nhạo nếu ông đã biết sao còn bắt tôi phải tới hồng khôn rất xấu hổ vội nói tóm lại là lỗi của tôi tôi đã sai, xin hãy tha thứ cho tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, thôi bỏ đi, hình như ông có quen với bạn gái tôi, cho nên tôi sẽ không tính sổ với ông. Anh nói xong liền đá cho tả lang một đá cho hắn ta tỉnh rồi nói, anh tả này, vốn tôi đã hứa với Diệp Huyền giải chú cho anh, sao anh lại phải làm thế này? Tả lang hối hận gần chết, thảm thiết nói, cậu Ngô, tôi sai rồi. Ngô Bình nói, trước đây, tôi đòi anh 10 tỷ, sự việc đã trôi qua rồi, Bây giờ giá cả đã thay đổi, bảo bố anh lấy thêm 10 tỷ nữa, tôi sẽ gỡ chú trên người anh. Nếu không, ngày nào anh cũng sẽ như chết đi sống lại, sống không bằng chết. Nghe nói phải bỏ ra 10 tỷ nữa, Tả Lang kinh hãi, liền ngất đi. Hồng Khôn cho người đưa Diệp Huyền lên, Diệp Huyền bị thương rất nhiều ngoài da, miệng đầy máu. Thấy Ngô Bình, anh ta liền cười nói, Tiền Bối, tôi biết tiền bối sẽ tới cứu tôi. Ngô Cẩn ngôn tiến lên đá cho anh ta một cái sau đó hỏi, anh bị thương nặng không? Diệp Huyền sờ nơi bị đá, cười khan, không sao, vết thương nhỏ thôi. Hồng Khôn cười nói, cậu Diệp, trước đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, nói tiền bối, ai cũng phải nể mặt tiền bối, ha ha. Sau đó, anh ta nhìn người đã đá mình trước đó, nét mặt của người đó thay đổi, lùi lại vài bước trong vô thức. Diệp Huyền diếu cợt, thằng kia, Tao nói mày đá tao mấy lần thì tao trả đòn gấp 10. Lại đây, nằm xuống cho tao đá. Người này là thuộc hạ của Hồng Khôn, thấy Diệp Xuân không bình tĩnh, Hồng Khôn liền thở dài, lạnh nhạt nói, còn không mau nằm xuống để cho cậu Diệp đá. Người đàn ông bất lực, đành phải nằm trên mặt đất. Khi Diệp Huyền đi lên, anh ta đánh người đàn ông gãy hết răng, sau đó bất tỉnh. Sau khi chút giận xong, anh ta bật cười, liên tục kêu quá đã. Người phụ nữ lúc này mới nói: "Ngô Bình, tôi phải về xử lý một số việc, mấy ngày nữa sẽ trở lại để hoàn thành nghĩa vụ bạn gái, được không?" Thật ra, Ngô Bình chỉ nói vui thế thôi. Anh và người phụ nữ đó chưa từng quen biết nhau, cho nên anh không thể để người khác làm bạn gái của mình bất chợt thế được, quá vô lý. Anh nhún vai nói: "Chỉ là nói đùa, cô không cần quá coi trọng. Việc của hôm nay hãy quên đi." Nào ngờ người phụ nữ nhìn anh nghiêm nghị nói tôi sẽ làm theo những gì tôi đã nói cô ta nói xong liền rời đi để lại ngô bình ngẩn người chẳng lẽ cô ta sẽ còn quay lại sao vân tôn rời đi hồng khôn vội vàng bước tới cười nói cậu ngô mời ngồi trước mặt anh là thủ lĩnh cảng thành vì vậy ngô bình không muốn đối phương mất mặt nên ngồi xuống đối diện hồng khôn do dự một chút sau đó nói với những người xung quanh các người đi xuống đi ngay lập tức tất cả mọi người lùi lại và ngay cả tả lang cũng bị lôi ra ngoài. Ngô Bình biết ông ta định bàn chuyện cơ mật nên bảo Diệp Huyền ra ngoài. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ông Hồng có chuyện gì thì nói đi, anh lạnh nhạt nói. Hồng khôn nhìn anh chầm chầm, hỏi cậu biết cô gái vừa rồi là ai không? Thực ra Ngô Bình cũng rất tò mò, anh âm thầm quan sát cô gái, phát hiện hình như cô ta không có tu vi nhưng lại có thể phát ra năng lượng thần kỳ, rất giống bản lĩnh của địa tiên. Anh liền hỏi, cô ấy là ai? Chương 478: Bí ẩn và mạnh mẽ. Hồng Khôn Nghiêm nghị nói, tôi thậm chí không biết cô ấy là ai, tất cả những gì tôi biết về cô ấy là một con người toàn năng, đạo pháp của cô ấy rất cao siêu. Ngay cả những cao thủ địa tiên cũng không thể sánh bằng cô ấy. Tôi thậm chí không biết tên cô ấy, từng có một người tùy tùng của cô ấy đã từng gọi cô ấy là Vân Tôn, vì vậy tôi cung kính gọi cô ấy là Vân Tôn ngô bình trợn tròn mắt nói chuyện mãi một hồi hóa ra ông còn không biết cô ấy là ai hồng khôn nói cậu ngô mặc dù tôi không biết thân phận của vân tôn nhưng tôi cảm thấy cô ấy không phải người của giới địa tiên mà là đến từ một gia tộc bí ẩn ngô bình nói sau đó làm sao ông quen được cô ấy hồng khôn khoảng ba năm trước tôi bị quỷ ám cứ nghĩ chắc chắn sẽ chết để không làm hại gia đình và anh em của mình tôi đã chạy ra bãi biển và định tự tử khi còn tỉnh táo ngay khi tôi lấy dao ra, tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện phía sau, tôi quay lại thì thấy Vân Tôn. Vân Tôn giống như một tiên nữ vậy, cô ấy khiến tôi như mất trí. Cô ấy hỏi tôi tại sao lại tự tử, tôi đã nói sự thật. Vân Tôn liền đi tới, vươn tay vỗ vỗ lên người tôi, tôi nghe thấy một tiếng hét, ma quỷ trên người tôi đã bị cô ấy giết chết. Tôi vừa mừng vừa sửng sốt, quỳ xuống tại chỗ quỳ lại Vân Tôn. Vân Tôn hỏi tôi một vài câu, Biết được rằng tôi có chút thế lực ở Cảng Thành thì hỏi liệu tôi có thể giúp đỡ cho cô ấy không, tất nhiên tôi đồng ý. Sau đó, cứ cách 3 hoặc 5 tháng Vân Tôn sẽ xuất hiện để dặn tôi làm một số việc cho cô ấy. Lần nào tôi cũng cố gắng hết sức và không bao giờ để Vân Tôn thất vọng. Nghe những gì ông ta nói, Ngô Bình thấy hơi kỳ lạ, người phụ nữ này là ai mà sao lại bí hiểm như vậy? Hồng Khôn, cậu Ngô, tôi không biết tại sao Vân Tôn lại đồng ý với yêu cầu vô lý của cậu nhưng tôi hy vọng cậu có thể giữ sự tôn kính với vân tôn ngô bình cười lạnh ông thấy người đàn ông nào mà lại tôn kính bạn gái của mình không hồng khôn không nói nên lời tóm lại tôi khẩn cầu cậu ngô tôn trọng vân tôn nói xong ông ta cúi người thật sâu ngô bình xua tay được rồi chuyện của tôi ông không cần lo lắng ông đấy vì sao trước đó lại đối phó tôi nói đến vấn đề này hồng khôn có chút ngượng ngùng nói không dám giấu có người gài cho tôi mâu thuẫn với thiên sát bên cậu. Tả Lang chỉ là một cái cớ, cho dù không có hắn ta, tôi cũng sẽ tạo ra mâu thuẫn khác. Ngô Bình híp mắt, "Ông Hồng, tốt nhất ông nên nói cho tôi biết người đó là ai." Hồng Khôn cười nói, "Cậu là bạn trai của Vân Tôn, sau này cậu sẽ là người mà tôi tôn trọng. Tôi đương nhiên nguyện ý sát cánh cùng cậu. Có lẽ cậu biết người đó, hắn là Đường Vô Tà." Đường Vô Tà, Ngô Bình nhíu mày, "Tại sao hắn lại làm điều này?" Hồng Khôn, đó không phải là điều tôi biết. Tôi đã đồng ý sẽ giúp hắn đối phó với cậu vì tôi từng hợp tác nhiều với hắn. Ngô Bình gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Sau đó anh đứng dậy, ông Hồng, tôi không quấy dậy nữa, tạm biệt. Anh đi ngay, ra cửa liền gọi theo Diệp Huyền cùng nhau đi xuống lầu. Ở lầu 1, đường băng vân thấy anh và Diệp Huyền đã an toàn trở về, liền hỏi, Hồng Khôn không làm khó anh chứ? Ngô Bình, không làm khó, ông ta rất hợp tác. Về phần cô bạn gái 3 năm, đương nhiên anh không đề cập tới. Đường Băng Vân khịt mũi, ông ta cũng biết điều đấy. Diệp Huyền cười nói, cô Đường, cảm ơn cô và sư thúc tổ đã cứu tôi. Tôi mời mọi người đi ăn tối. Ngô Bình nói, ăn uống thì tốn bao nhiêu tiền? Trước đó chúng tôi đang đi mua đồ ở quảng trường Kim Tinh, mua rất nhiều đồ. Bây giờ anh đi với tôi, giúp tôi xách túi, tiện thể thanh toán luôn. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối anh mua đồ cho bạn gái mà để tôi trả tiền không hợp lý lắm nhỉ ngô bình nói hợp lý lắm phải không băng vân đường băng vân đương nhiên rất vui khi có thể tiêu tiền của người khác liền nói được tôi không ngại diệp huyền trợn tròn mắt lẩm bẩm nói quả nhiên không phải người một nhà nên bị cho ra diềm mà anh nói cái gì đường băng vân chừng anh ta không phải tôi nói tiền bối rất tốt với phụ nữ sẵn sàng tiêu tiền cho người đẹp anh ta vội vàng cười nịnh cả ba trò chuyện cười đùa, rồi lại đến quảng trường Kim Tinh. Bọn họ mua từ tầng 2 đến tận tầng 9, số người sách túi ở phía sau cũng tăng từ 4 lên 10 người. Ở lần thanh toán cuối cùng, thẻ của Diệp Huyền quẹt nhiều tới sắp nổ tung đến nơi, tổng cộng anh ta đã tiêu tốn hàng chục triệu tệ. Điều này còn là do đường băng vân cảm thấy xấu hổ khi mua đồ quá đắt, nếu không sẽ còn tiêu nhiều hơn. Nhờ người gửi đồ về khách sạn trước, ba người cùng nhau ăn tối. Sau bữa tối, Ngô Bình lại đến trụ sở để dặn dò một số điều, sau đó anh chào tạm biệt Đường Băng Vân, mai anh sẽ tham dự lễ cưới của Cương tử. Diệp Huyền cũng định đi, vì vậy hai người lên cùng một chiếc máy bay và cùng nhau trở về huyện Minh Dương. Khi anh rời đi, anh mang theo Lý Huyền Bá, giữ anh ta bên mình là để hướng dẫn anh ta tập luyện bất cứ lúc nào. Sau khi máy bay hạ cánh, cả ba lái xe về nhà cũ. Đã 11 giờ đêm, người nhà đều đã đi ngủ. Anh đưa Diệp Huyền và Lý Huyền Bá lên lầu, sau đó gọi dì giúp việc đến để sắp xếp phòng cho họ. Tuy nhiên, Diệp Huyền và Lý Huyền Bá không có thời gian để ngủ, Ngô Bình đã yêu cầu họ tập luyện trên tầng cao nhất với Tạ Phi. Năng khiếu của cả ba đều rất đáng kinh ngạc, Lý Huyền Bá mạnh hơn một chút, Ngô Bình tập trung bồi dưỡng anh ta. Anh hướng dẫn Diệp Huyền tiếp tục tập luyện đoàn thể thuật. Đến 12 giờ, anh gọi cho Mễ Kiến và bảo anh ta chuẩn bị các món ăn lúc này quán ăn đã nghỉ từ lâu, nhưng mế kiến cũng rất nhiệt tình nên đã gọi ngay cho hầu bàn và làm một bữa tiệc thịnh soạn. Theo yêu cầu của Ngô Bình, anh ta đã nấu tất cả các món ăn thịnh soạn, như chân giò, sườn hầm, cá kho, đầu sư tử, v, v. Anh ta chuẩn bị bàn ăn này để Lý Huyền Bá có thể ăn nhiều hơn, phát triển nhanh hơn. 12 giờ rưỡi, bốn người đến quán ăn của Mễ Kiến. Lúc này đèn trong quán sáng choang, mọi người nấu nướng tất bật, mùi thức ăn thoang thoảng. Mễ Kiến tươi cười chào đón và nói: "Bình à, chú chưa ăn tối à?" Ngô Bình em mang theo một cái máy diệt mồi, anh chỉ vào Lý Huyền Bá đang gãi đầu cười ngô nghê. Thấy Lý Huyền Bá cao lớn và dũng mãnh, Mễ Kiến khen: "Đúng là một chàng trai cao lớn." Trong bữa ăn, Ngô Bình cũng bảo Mễ Kiến ngồi cùng. Anh ta mang theo vài chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. "Anh Mễ, mấy ngày nay anh có nghe người khác nói về em không?" Anh cười hỏi. Mễ kiến cười nói, không chỉ là nói thôi đâu, bây giờ mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về chú đấy tiểu bình. Ngô bình rất có hứng thú, hỏi, nói như thế nào, nói ra em nghe. Mễ kiến nói, mọi người nói chú ra bên ngoài kiếm được nhiều tiền, thế lực trải cả hai giới hắc bạch, không ai dám đối đầu. Họ còn nói chủ tịch huyện và thị trưởng đều là bạn của chú, ngay cả ở tỉnh chú cũng có chống lưng. Có người nói rằng chú là một cao thủ võ lâm, đánh bất khả chiến bại trong 6 tỉnh phía nam. Nghe vậy, Ngô Bình bật cười, bàn tán hơi cường điệu rồi. Mễ Kiến chớp mắt, nói: "Tiểu Bình, những tin đồn này có phải là sự thật không? Anh ta thực sự rất tò mò." Ngô Bình: "Đúng khoảng 30%, em làm vậy là vì muốn nổi tiếng, để người dân địa phương không dám khiêu khích em. Điều này đỡ phiền phức nhiều lắm." Mễ Kiến gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại đừng nói là huyện Minh Dương ngay cả thành phố Vân Đỉnh cũng không ai dám khiêu khích chú đâu. Ngô Bình cười ha hả và nói, "Nào, uống." Lý Huyền bá phụ trách việc ăn uống điên cuồng, mấy người kia phụ trách việc uống rượu. Nhậu được 3 tuần rượu thì trong quán bị cúp điện đột ngột, sau đó có tiếng hát vọng ra từ trong sân, là một vở hí khúc nào đó. Ngô Bình chậm rãi đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt nói, "Tôi đi xem một chút." Chương 479, hôn lễ của cương tử anh đi ra sân quán ăn thì nhìn thấy dưới ánh trăng bàng bạc một diễn viên hí kịch với những họa tiết vẽ trên mặt đang cầm thanh đao lớn mặc áo bảo màu lục người đó diễn vai quan công từ xưa nay lập nghiệp nên noi gương vô thuấn hay hán tam kiệt hai chiều cách xa nhau đã bấy nhiêu năm người đó hát bài đơn đao hội nhân vật quan công oai phong lẫm liệt khí phách anh hùng ngô bình vừa xuất hiện quan công liền nhìn anh trên khuôn mặt đỏ chót có một đôi mắt sáng ngời cứ như đang tỏa sáng dưới ánh trăng Ngô Bình cười lạnh, lần trước diễn vai sử, giờ lại diễn vai tịnh. Sao hả, định diễn hết cả tất cả vai sinh đán tịnh mặt sử à? Vừa dứt lời quan công liền động đậy, một thanh đao sắc bén dài gần một mét thoáng cái đã đến gần anh. Quá nhanh, Ngô Bình lóe người lùi sau mấy mét, trong tay anh có thêm một thanh trường kiếm, đó chính là kiếm sát. Một đòn không thành công, quan công liền thu đao, cao giọng nói, tôi họ quan, là thuộc hạ của thiếu chủ, tôi đại diện thiếu chủ đến hỏi cậu, cậu có chịu thần phục không? Ngô Bình hừ lạnh, đừng có giả thần giả quỷ, bảo thiếu chủ của các người ra đây, tôi muốn xem xem kẻ đó là ai. To gan, dám sỉ nhục thiếu chủ, chết đi. Thanh đao lớn được vung lên, một luồng ánh đao vung xuống, còn nhanh hơn vừa rồi. Ngô Bình vung kiếm, thanh đao đó bị anh chặt đứt, sau đó anh bước nhanh như chấp tới gần kẻ đó. Âm, um, chiêu kinh lôi quyền của anh đánh trúng đối phương, quan công liền bay người ra, đập mạnh lên cái cây cách đó mười mấy mét. Phụt, hắn ta phun ra máu, dãy ruộng định đứng lên nhưng không thể nào làm được. Cảnh giới của người này cũng là tiên thiên, nhưng khi đối đầu với Ngô Bình thì lại không chịu nổi một đòn. Tu vi của anh rất phù phiếm, dùng đan dược để tạo ra đúng không, anh lạnh nhạt nói. Phía không xa có người vỗ tay, một người đàn ông đeo mặt nạ vai sửu đi đến, vừa vỗ tay vừa đi tới chỗ anh. Người này càng đi càng gần, khi cách còn 10 mét, anh ta nói, thảo nào anh dám thống nhất giang hồ tỉnh ca, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ngô Bình quan sát người này, đối phương là nhân tiên. Anh không khỏi nhíu mày, nhân tiên không phải là thủ lĩnh một phương thì cũng là cường giả chấn giữ đất nước, tại sao lại có thể tùy tiện xuất hiện thế này? Anh là ai? Anh hỏi. Người đàn ông đáp, tôi vốn định lấy mạng anh, nhưng thiếu chủ lại thay đổi ý định, sẽ cho anh một cơ hội. Ngô Bình cười lạnh, cho tôi cơ hội sao? người đàn ông nói nếu cậu bằng lòng thần phục thiếu chủ thì không chỉ giữ được mạng mà còn có thể được thiếu chủ dìu dắt tiền đồ rộng mở ngô bình nhíu này thiếu chủ mà anh nói có cảnh giới địa tiên sao đúng gia tộc của thiếu chủ là cánh chim đầu đàn trong địa tiên giới người đàn ông nói tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ sau ba ngày nếu anh từ chối thiếu chủ thì hãy chuẩn bị quan tài cho cả nhà anh đi ánh mắt ngô bình thấp thoáng sát khí anh nói được vậy giờ tí ba ngày sau tôi sẽ đợi các người ở đây. Người đàn ông sách quan công bị thương lên, vọt lên rồi bay qua tường đi mất. Nhóm tạ phi đi ra, hỏi cậu chủ, có chuyện gì thế? Ngô Bình nói, không sao, nói xong họ lại quay về bàn uống rượu tiếp. Khi Lý Huyền bá ăn xong, bốn người liền quay về nhà. Tạ Phi và Diệp Huyền về phòng nghỉ ngơi, Lý Huyền bá lại được Ngô Bình gọi vào phòng luyện đan. Ngô Bình lấy ra ba hạt đậu hòe bảo anh ta ăn. Khi nó có hiệu quả, Lý Huyền bá thấy toàn thân quay cuồng, Ngô Bình liền bảo anh ta về nghỉ. Thời gian còn lại, anh đi ra sân bắt đầu luyện đoàn thể thuật cấp 8, bộ thứ tư. Ba bộ đoàn thể thuật trước, cái sau khó hơn cái trước. Độ khó của bộ thứ tư tất nhiên vượt xa bộ thứ ba, nhưng hiệu quả của nó cũng càng tốt hơn. Động tác của bộ đoàn thể thuật thứ tư không còn đơn giản nữa mà có cả lời chú, tâm pháp, độ khó cũng vô cùng đáng sợ chỉ thử một lần thôi mà anh đã tốn hơn một tiếng mới miễn cưỡng làm ra được động tác này vừa được tung ra anh đã cảm thấy trống rỗng một luồng năng lượng không rõ hình dạng chui vào cơ thể anh qua sự luyện tập và điều chỉnh luồng năng lượng này dần to lớn càng ngày càng nhiều trong cơ thể anh luồng năng lượng này đang không ngừng nuôi dưỡng cơ thể và thần hồn của anh anh cũng từng gặp tình huống này khi đang tu luyện phương pháp hít thở nhưng không mãnh liệt như bây giờ trời còn chưa sáng anh ngừng luyện rồi thay quần áo, đưa Ngô Mi đến dự hôn lễ của cương tử ở thành phố Vân Đình. Còn ba người kia thì tất nhiên ở trong nhà tiếp tục tu luyện. Anh lái chiếc xe Bugatti Chiron lên đường cao tốc, tốc độ xe cực nhanh, không ngừng bỏ xa những xe khác. Lái được một lúc thì cương tử gọi điện, nói cậu chủ, xe hoa mà tôi đặt không đến được. Hôm nay có rất nhiều người kết hôn, bây giờ không đặt kịp. Ngô Bình nghĩ rồi nói, đừng sốt ruột, cứ đi sắp xếp những chuyện khác đi, để tôi nghĩ cách vụ xe hoa. Thành phố Vân Đỉnh cách Vân Kinh rất gần, anh liền gọi điện cho đường tử di. Lúc này mới 5 giờ sáng, đường tử di vẫn còn đang ngủ. Nhận được cuộc gọi của Ngô Bình, cô ấy cười nói, đường môn chúng em có đội xe đón khách chuyên dụng, đội trực thăng, được không? Ngô Bình nói, thế thì quá tốt, thế này nhé, em phái một đội xe và một cái trực thăng đến. Đường tử di nói, đồ dùng cho hôn lễ em có sẵn đấy, Mang theo cả âm ly loa đài, người chủ trì và đội phụ trách đến luôn đi, em cũng đến đó xem náo nhiệt luôn." Ngô Bình cười hỏi, "Mấy ngày nay em không bận sao?" Đường Tử Di nói, "Hôm nay em nghỉ, với lại em cần bàn bạc với anh vài chuyện." "Được thôi, anh đợi em ở thành phố Vân Đình." Ngô Bình cười nói. Cúp máy xong, Ngô Mi liền vui vẻ hỏi, "Anh ơi, chị Tử Di cũng đến ạ?" Ngô Bình gật đầu, "Đúng vậy, bảo là đến xem náo nhiệt." Ngô Mi nghe mà lắc đầu, anh thông minh như thế mà không nhận ra tâm tư của chị Tử Di à? Ngô Bình tò mò nói, tâm tư cô ấy thế nào? Chị ấy cùng anh đi tham gia hôn lễ của người khác, ý nghĩa của điều này còn cần em phải nói sao? Người ta muốn kết hôn với anh đấy, nói rồi cô bé thở dài, anh, anh thích chị Tử Di đúng không? Ngô Bình trợn mắt, trẻ con đừng có hóng chuyện của người lớn. Ngô Mi bĩu môi, em không phải trẻ con, em hiểu hết chuyện của mọi người đấy, Ngô Bình vội lấy một cái kẹo nhét vào miệng Ngô Mi để cô bé im lặng. Nửa tiếng sau, họ đến nhà Cương Tử. Nhà Cương Tử nằm ở một thị trấn nhỏ phía phía dưới thành phố Vân Đình. Gia đình cậu ta có một căn nhà ở trên trấn, bố mẹ làm buôn bán nhỏ. Lúc này cổng nhà Cương Tử đang treo đèn led, khách khứa vẫn chưa đến, một số người phụ giúp đang chăm chỉ làm việc. Xe vừa đến cổng, mọi người liền dừng hết mọi việc, nhao nhao đánh giá chiếc siêu xe của Ngô Bình, bàn tán xôn xao. Ai vậy, bạn Cương Tử à? Nghe nói Cương Tử cũng làm ăn khấm khá lắm, có khi phải đấy. Cương Tử nghe thấy tiếng động cơ xe liền vội chạy ra. Cậu chủ đến rồi, cậu ta rất mừng. Ngô Bình cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Mấy giờ đi đón dâu? Cương Tử nói, Tân Nguyệt vẫn đang trang điểm, bảo chúng tôi 7 giờ qua. Ngô Bình nhìn giờ, 5 giờ 45 phút, nói, vẫn kịp, khoảng 40 phút sau là đội xe tới sau đó anh nhìn xung quanh, phát hiện sân nhà cương tử khá lớn, dùng để mở tiệc đãi khách rất hợp. Anh liền bảo cậu ta, cương tử, tử di đem đội ngũ phụ trách hôn lễ đến, lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Cương tử rất mừng, cậu chủ, thế thì làm phiền cô đường quá. chương 480, ác bá trong thị trấn. Ngô Bình nói, không phiền phức, chuyện kết hôn là chuyện lớn, phải thật long trọng mới được. Lúc này bố mẹ của cương tử đã đi ra, hai người đã ngoài 50, hôm nay hai người đều mặc quần áo lễ trên mặt nở nụ cười tươi giói bố mẹ đây là cậu chủ của con cậu ngô bố mẹ của cương tử vội vàng bước tới chào hỏi vồn vã đưa thuốc lá và rót nước cho ngô bình ngô bình vội vàng nói không cần khách sáo bác trai bác gái chúc mừng hai người cương tử lấy vợ rồi sang năm là có thể sinh cháu trai to béo cho hai người bế rồi ngô bình cười bố của cương tử mỉm cười nói Cậu Ngô, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Cương tử. Ngô Bình xua tay, Cương tử là anh em của cháu, nếu bác nói thế thì chúng cháu xa lạ quá. Mọi người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên bước vào. Đó là chú hai của Cương tử, trông sắc mặt ông ấy không được tốt lắm, ông ấy còn không quan tâm đến việc chào Ngô Bình mà nói, "Anh ơi, ông ba vạn đã tuyên bố rồi, nói rằng hôm nay ai dám tới ăn tiệc cưới nhà họ Phương chúng ta thì chính là chống lại nhà họ Vạn." ông ba vạn đúng là quá ăn hiếp kẻ khác. Bố của cương tử cao mày nói, bỏ đi, ít khách thì ít khách. Hôm nay là ngày trọng đại, đừng có gây thêm chuyện nữa. Sắc mặt chú hai của cương tử tái xanh, anh cả, chính vạn tam đã chặn đội xe đón dâu của chúng ta. Chuyện này không thể tha thứ, nếu không với cái tính của vạn tam chắc chắn sẽ được nước lấn tới. Bố cương tử khẽ thở dài, không nhẫn nhịn thì làm sao đây? Vạn tam có quyền có thế, còn nuôi một nhóm đả thủ, ngay cả cảnh sát trưởng và chủ tịch thị trấn cũng là anh em của ông ta chúng ta đâu có đấu lại được hai anh em đang bàn bạc thì ngô bình gọi cương tử sang một bên hỏi cương tử chuyện gì đang xảy ra vậy cương tử thở dài nói cậu chủ gia đình nhà họ phương chúng tôi và nhà họ vạn có mối thù nhà họ vạn thường gây rắc rối cho gia đình chúng tôi cậu ta giải thích ngắn gọn tình hình của hai nhà nhà họ vạn sống ở thị trấn vạn trang suốt nhiều thế hệ gia tộc này rất quyền lực rất lớn một phần ba thị trấn là họ Vạn. Vào thế hệ ông cố của Cương Tử, nhà họ Phương đã lưu lạc đến thị trấn và bám rễ ở đó. Ông cố của Cương Tử là một quyền sư, rất giỏi võ, ông đã mở một võ quán trong thị trấn để nhận đồ đệ. Nhà họ Vạn luôn bắt nạt kẻ yếu, khi thấy ông cố của Cương Tử là người ngoài đến, họ liền bắt nạt ông. Ai mà ngờ được rằng ông cố của Cương Tử lại dám đánh trả, còn làm bị thương rất nhiều người nhà họ Vạn, từ đó liền nổi danh. Sau đó không ngừng có người đến xin học võ, nhiều nhất có khi hơn 100 người. Sau này nhà họ Phương lại bổ sung nhân lực, dần trở thành thế lực duy nhất trong thị trấn có thể cạnh tranh với nhà họ Vạn. Vào thế hệ cha của cương tử, nhà họ Vạn với thế lực đông đảo đã tích lũy được nhiều của cải bằng cách bán các ngôi mộ trên núi, đào cắt sông, khai thác đá. Đặc biệt là năm anh em Vạn Tam còn được gọi là Ngũ hổ nhà họ Vạn, là bá chủ trong trấn, không ai dám khiêu khích bọn họ vì mối hận thù giữa tổ tiên nhà họ vạn cũng bắt đầu chèn ép nhà họ phương đặc biệt là những năm gần đây thế lực của nhà họ vạn đã phát triển lên đến đỉnh điểm càng không coi nhà họ phương ra gì vài năm trước người chú thứ hai của cương tử bị nhà họ vạn đánh gãy chân và kẻ đánh là vạn ngũ không những không phải vào tù mà còn dẫn người đến đập phá nhà của chú hai của cương tử bố của cương tử biết rằng mình không thể chống lại nhà họ vạn vì vậy ông đã bắt chú hai phải chịu đựng nỗi giận này nhưng hai năm sau, con trai của chú hai là Phương Cường đã đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. khi đang đưa bạn gái về vào buổi tối, họ đi ngang qua một con đường nhỏ, một nhóm đàn ông bịt mặt xông ra, trói Phương Cường vào gốc cây rồi cưỡng hiếp bạn gái ngay trước mặt anh ta khiến Phương Cường tức điên, gào thét như xé tim xé phổi. khi bố Cường Tử và những người khác đến, đám súc sinh đã chạy trốn. bạn gái của Phương Cường khóc lóc chạy đi, hôm sau liền uống thuốc tự sát tại nhà. Phương Cường không chịu đựng nổi, về nhà sách giao đi nhà họ vạn liều mạng nhưng bị người nhà giữ lại. Phương Cường bi phấn quá độ liền ngất đi, tỉnh lại liền biến thành kẻ điên. Đồn cảnh sát đã phái người đến điều tra, nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì, người nhà họ vạn vẫn nghênh ngang làm càn. Sau đó, khi vạn tam say rượu, ông ta nói với những người có mặt rằng chính năm anh em ông ta đã dẫn người đến làm chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ông ta còn nói rằng mùi vị của cô gái rất tuyệt, khiến họ không thể nào quên nghe vậy ngô bình tức giận nói thật là một lũ cầm thú cương tử thở dài bố mẹ gửi tôi đi nhập ngũ là vì họ sợ nhà họ vạn bắt nạt tôi nhưng chuyện gì đến cũng phải đến cuối cùng nhà họ vạn cũng không chịu để yên cho chúng tôi ngô bình cười lạnh nói cương tử tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi thứ khốn kiếp này cậu đợi chút anh đến một nơi vắng vẻ rồi bắt đầu nói chuyện điện thoại để đánh bại được nhà họ vạn chỉ cần người trong thành phố thôi đã đủ rồi vì vậy anh gọi cho thị trưởng La Duy Khang trước. Cách đây không lâu, La Duy Khang được chuyển đến thành phố Vân Đỉnh làm thị trưởng, được thăng một cấp. Ông ta có thể vươn lên đương nhiên là nhờ vào Ngô Bình và năng lực của bản thân. Khi cuộc gọi kết nối, anh ấy mỉm cười nói, "Thị trưởng La, chúc mừng thăng chức." La Duy Khang vội nói, "Cậu Ngô, cảm ơn cậu đã dìu dắt tôi." Trong lòng ông ấy biết nếu không phải nhờ quan hệ bền chặt của Ngô Bình với tỉnh trưởng ông ấy sẽ không bao giờ đảm nhận được vị trí này. Sau khi Chu Truyền Võ được chuyển đến Thạch Thành, vị trí thị trường đã bị bỏ trống, có rất nhiều người cạnh tranh cho vị trí này và mỗi người trong số họ đều có xuất thân và thực lực hơn ông ấy. Nhưng cuối cùng, ông ấy lại là người ngồi vào cái ghế thị trường. Ngô Bình nói thẳng, một người anh em của tôi kết hôn, ông có thời gian qua uống rượu cưới không? La Duy Khang thường không tham dự các đám cưới nhưng vì nể mặt ngô bình nên ông ấy vội vàng cười nói cậu ngô tôi nhất định sẽ đi ngô bình hãy bảo những lãnh đạo hàng đầu của thành phố đi cùng ông la duy khang rất tinh ý liền nói được chúng tôi sẽ đi cùng nhau cảm ơn ngô bình không nói nhiều liền cúp điện thoại trong cuộc điện thoại thứ hai anh gọi cho trương cửu hàn sức ảnh hưởng của trương cửu hàn đối với giới giang hồ vân đỉnh vượt xa người khác nếu ông ta có thể đến thì quả là tuyệt vời anh không khách sáo với trương cửu hàn nói ông trương đàn em của tôi hôm nay kết hôn ông mang theo mấy người qua góp vui đi trương cửu hàn cười nói chuyện nhỏ thôi tông sư hãy cho tôi địa chỉ tôi sẽ đưa người đến đó ngay cuối cùng anh gọi cho lý quảng long nói anh long một đàn em của em sắp kết hôn em muốn tìm một số nhân vật nổi bật để đến tham gia cùng trợ uy lý quảng long đã lâu không gặp ngô bình nên rất nhớ anh cười nói anh cũng muốn gặp chú Vậy anh sẽ cùng mấy người bạn tới, chúng ta cùng uống rượu ngon." Ngô Bình nói, "Được." Sau đó anh gọi lại cho Diệp Huyền, Diệp Huyền đang tập luyện, nhìn thấy số điện thoại của Ngô Bình liền nhanh chóng nghe máy. "Diệp Huyền, anh tìm một vài ngôi sao có tên tuổi đến biểu diễn một vài tiết mục. Anh phải đến thành phố Vân Đỉnh trước 11 giờ đấy nhé." anh nói. Diệp Huyền trợn tròn mắt, "Tiền bối này, anh cho tôi có mấy tiếng thế này thì đến thần tiên cũng không thu xếp được." Ngô Bình nói, sao hả, không sẵn lòng à? Diệp Huyền sợ nhất là Ngô Bình nổi nóng, vội vàng nói, sắp xếp được, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức. Diệp Huyền gọi điện thoại cho mười mấy ca sĩ hạng nhất, những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất và các diễn viên tóc sâu, sau đó sắp xếp họ lên những chiếc máy bay tư nhân mà mình chuẩn bị, bay đến thành phố Vân Đình. Sau khi gọi một vài cuộc điện thoại, anh nói với Cương Tử, đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có nhiều khách đến vào buổi trưa. Cương tử vội hỏi, cậu chủ, khách nào vậy? Ngô Bình cười nói, dù sao đi nữa thì cậu cứ chuẩn bị thêm chỗ ngồi cho tôi, đến thời điểm đó sẽ biết. chương 481, rước dâu. Chú hai của cương tử còn chưa hết giận, nhưng chợt nhớ tới Ngô Bình nên vội ra chào hỏi. Cậu Ngô, cậu đến tham dự là vinh hạnh của chúng tôi, ông ấy nói, cương tử được như bây giờ là nhờ công cậu giúp đỡ. Ngô Bình cười nói, chú hai nói vậy là khách sáo rồi. À, tôi biết một chút về y thuật chờ hôn lễ xong xuôi để tôi khám cho phương cường cương tử vội nói chú hai cậu chủ giỏi y thuật lắm chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cường chú hai ngạc nhiên hỏi thật không cương tử gật đầu chú hai cháu đã lừa chú bao giờ chưa chú hai vội chắp tay với ngô bình rồi nói cậu ngô tôi cảm ơn cậu trước ngô bình nói chú khách sáo quá sau vài câu hàn huyên người của đường tử di đã tới đi đầu là một chiếc trực thăng dân dụng đỗ ngay ở khoảng sân trước gần nhà họ Phương. Sau đó tới 20 chiếc xe ô tô, dẫn đầu là một chiếc siêu xe màu đỏ có giá cả chục triệu, sau đó là các chiếc xe bốn chỗ hạng sang, cuối cùng là ba chiếc xe tải, trên xe chất đầy đồ dùng cho lễ cưới. Đường tử di bước xuống từ trực thăng, ngô mi và ngô bình tiến lên đón. Trước cổng nhà họ Phương có một con đường lớn, ngay đối diện đó là một dãy các cửa hàng mặt tiền của nhà họ vạn tam hổ ngồi trên nóc nhà của căn ở phía đối diện sau đó nhân mặt nhìn dàn trực thăng và siêu xe ấy hắn hỏi người bên cạnh tao đã bảo chúng ta mày cảnh cáo công ty tổ chức sự kiện rồi cơ mà sao họ vẫn dám cho nhà họ phương thuê xe một tên đàn em vội đáp anh tam chúng em cảnh cáo rồi mà nhưng đây toàn siêu xe cả không giống xe của công ty tổ chức sự kiện đâu vạn tam hổ là con thứ ba nhà họ vạn mọi người hay gọi là vạn tam hắn cau mày nói không phải của công ty tổ chức sự kiện thì của ai tên đàn em kia đáp anh tam hình như thuê ở tỉnh ngoài đến ạ à. chắc chắn người nhà họ phương đã có chuẩn bị từ trước rồi không thì sao thuê được xe vào ngày đẹp thế này chứ vạn tam hổ hư lạnh nói kịch hay còn ở phía sau hôm nay tôi sẽ cho nhà họ phương tức hộp máu sau đó hắn hỏi chuẩn bị xong hết chưa tên kia cười đáp xong lâu rồi ạ à, chỉ chờ cô dâu đến anh đọc lệnh một cái là đám kia sẽ sông lên ngay. Vạn Tam Hổ rất hài lòng nói, tốt, làm tốt thì sẽ có thưởng. Đường Tử Di là cô gái sinh xuất chúng, cô ấy vừa đến, mọi người ở nhà họ Phương bận đến mấy cũng phải dừng tay để ngắm nhìn đến ngây ngẩn. Ngô Bình cười nói, Tử Di, phiền em rồi. Đường Tử Di hỏi, anh hài lòng với dàn xe này chưa? Ngô Bình ngoái lại hỏi Cương Tử, hài lòng chưa? Cương Tử cười kha kha rồi ạ, à, cậu chủ nhiều xe sang thế này có hơi phô trương quá không ạ?" Ngô Bình nói, "Hôn lễ là một trong bốn việc lớn nhất đời người nên phải long trọng chút chứ. À, cũng sắp đến giờ rồi đấy, cậu mau chuẩn bị rồi đi đón dâu đi." Cương Tử từng đi lính nên mấy người bạn chiến đã tới từ hôm qua, họ sẽ đi đón dâu cùng cậu ta. Hơn 20 chiếc xe là quá nhiều, họ chỉ dùng tới 10 chiếc thôi là đủ. Sau khi đoàn xe khởi hành, Ngô Bình và Đường Tử Di đến phòng cưới trên tầng 2 căn phòng này rộng 90 mét vuông, sửa sang cũng khá đẹp. Hiện giờ không có ai ở đây nên hai người ngồi xuống vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Ngô Mi rất tinh ý nên không làm phiền hai người, cô bé chạy tới một phòng khác nghịch điện thoại. Đã lâu đường tử di và Ngô Bình không gặp nhau nên cùng có vẻ nhớ nhung, thấy xung quanh không có ai, Ngô Bình ôm đường tử di vào lòng rồi cười hỏi có nhớ anh không? Đường tử di đánh anh một cái rồi nũng nịu, ai thèm nhớ, ngô bình hít hà hương thơm trên người cô ấy rồi nói tử di họ đi đón dâu phải mấy tiếng cơ hay bọn mình lên thử giường cưới trước đi đường tử di vừa tức vừa ngại ngùng rồi lại đánh ngô bình một cái còn lâu nhớ bị ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất ngô bình cười khà khà sau đó lấy một hạt đậu ra đưa cho đường tử di ăn ăn xong đường tử di thấy rất ngon cô ấy tò mò hỏi gì thế anh ngô bình đồ bổ dưỡng ăn rồi có thể kéo dài tuổi thọ nói rồi anh lại cho cô ấy thêm một hạt nữa đường tử di ăn một lúc ba hạt ngay sau đó đã thấy người mình thoải mái cô ấy không được nghỉ ngơi mấy nên hơi mệt sau đó đã gục đầu vào vai ngô bình ngô bình ôm đường tử di rồi lặng lẽ vận chuyển chân khí màu tím vào người cô ấy chân khí vận chuyển được một vòng thì đường tử di thoải mái kêu lên một tiếng như con mèo nhỏ loáng cái cô ấy đã ngủ say mệt mỏi suốt bao ngày qua đều tan biến Ngô Bình ngồi im tiếp tục điều hòa kinh mạch cho cô ấy. Khoảng một tiếng sau, đường tử di mở mắt ra, cô ấy chớp mắt nói, em thấy dễ chịu lắm. Sau đó, cô ấy rúc vào lòng Ngô Bình rồi hít sâu mấy hơi, mùi trên người anh ngày càng thơm. Ngô Bình vỗ nhẹ lên người cô ấy rồi nói, khách hứa đến đông rồi, bên ngoài ồn ào lắm, chúng ta ra xem nhé. Đường tử di gật đầu, được. Hai người đi xuống dưới thì thấy họ hàng của nhà họ Phương đã đến đông đủ, Xem ra cảnh cáo của nhà họ Vạn không có tác dụng rồi. Ngô Nghi vẫn đang nghịch điện thoại ở trên tầng, Ngô Bình không gọi cô bé mà lái một chiếc xe Việt dã, chở Đường Tử Di đi lên trấn. Cương Tử Bảo phong cảnh ở đó rất đẹp. Trấn này tên là Vạn Trang, phía đông có một ngọn núi rất đẹp, trên núi có nhiều cây đào nên mọi người đặt luôn cho nó là núi hoa đào. Ngô Bình lái xe đến chân núi rồi cả hai leo lên trên. Đi đến sườn núi, Ngô Bình dừng bước, anh phát hiện hoa ở đây đều rất cổ hoa đào thường phải sống được hơn 30 năm, thậm chí là 40 năm, nhưng hoa ở đây khéo phải trên trăm năm rồi. Sao thế anh, đường tử di thấy thế thì hoi. Ngô Bình, hình như trên đây có đào tiên. Đường tử di liếc anh, nếu đúng là thế thì bị lấy đi lâu rồi. Ngô Bình cười nói, tử di, vậy là em chưa hiểu rồi, Linh Dược cũng biết lừa người đấy, nói rồi, anh kéo tay cô ấy bước sâu vào bên trong. chương 482, Đào Tiên Thượng Cổ Ngô Bình vừa đi vừa quan sát xung quanh, phía trước có một căn nhà đơn sơ, một ông lão đi từ trong nhà ra, ông ấy khoảng 70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần rất phấn chấn. Nhìn thấy đường tử di và Ngô Bình, ông lão hỏi, cô cậu làm gì thế? Ngô Bình cười nói, ông ơi, bọn cháu đến ngắm rừng đào ạ. À? Ông lão, rừng đào có gì đâu mà ngắm, giờ chưa đến mùa hoa nở. Ngô Bình, thế bọn cháu đi hóng mắt thôi. Nói rồi, anh lấy một bao thuốc lá ra, người già có thói quen hút thuốc, vừa nhìn thấy thuốc lá đắt tiền thì lập tức niềm nở ngay, các cô cậu bây giờ hào phóng thật đấy, thôi, đi đâu thì đi đi. Ngô Bình chưa đi ngay mà cười hỏi, "Ông ơi, cháu thấy cây đào ở đây nhiều quá, có nhiều cây còn trên trăm năm rồi đúng không ông?" Ông lão gật đầu, "Ừm, cây đào ở đây ít cũng phải 50 tuổi." "Ngô Bình, nhiều cây thế này thì chắc cũng nhiều quả lắm ông nhỉ?" Ông lão xua tay, "Quả đâu ra?" cây đào ở đây chỉ ra hoa chứ không kết trái thi thoảng lắm mới có một hai quả gì đó nhưng vừa xanh vừa chát không thể ăn nổi hồi ông còn nhỏ có một địa chủ thấy đào ở đây không kết trái nên đã sai người lên chặt hết đi để trồng cây khác nhưng hai đứa biết sao không những người chặt cây đều mắc bệnh nặng còn địa chủ kia về nhà xong thì đêm nào cũng gặp ác mộng về sau địa chủ đó sợ quá đã mời thầy cúng tới làm phép và không chặt cây nữa như thế mới bình yên trở lại sau nữa cũng có người muốn chặt cây ở trên này đi nhưng hễ động tới là có chuyện lạ xảy ra lâu dần chẳng còn ai dám động tới chúng nữa à mồng một hàng tháng người dân ở đây thường đến rừng đào thắp hương cầu bình an đấy ngô bình hỏi rừng đào có linh không ạ à? ông lão cười nói có người bảo linh người thì bảo không nhưng ông đã sống quá nửa đời người ở đây rồi cảm giác nơi này như rừng đào tiên vậy ngô bình thế ạ à? ông đã nhìn thấy rồi ạ à? Ông lão xua tay chưa, nhưng cứ tới đêm trăng tròn là ông có thể ngửi thấy một mùi hương khiến người rất khoan khoái. "Không giấu gì cháu, từ ngày chuyển vào rừng sống, ông không hề đau ốm gì, cháu nói xem có phải rừng đào tiên phù hộ cho ông không?" Ngô Bình gật đầu, "Đúng rồi ạ, à, ông ơi, tại sao ông lại sống ở đây?" Ông lão cười nói, "Năm 50 tuổi, ông bị bệnh nặng, chỉ chờ ngày chết thôi. Vợ ông đã đưa ông vào rừng đào, xin rừng cứu ông." Không ngờ vào đây ở mấy ngày xong, bệnh của ông đã thuyên giảm. Về sau, ông dứ khoát chuyển đến đây ở, thế mà cũng mấy chục năm rồi. Ngô Bình gật gù, một lát sau thì chào tạm biệt ông lão rồi cùng Đường Tử Di đi tiếp vào bên trong. Càng lên cao, cây đào càng thấp, hơn nữa lối đi cũng gập gành. Đường Tử Di đi giày cao gót nên đi lại khó khăn, Ngô Bình phải cõng cô ấy đi tiếp. Khi gần đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một cây đào nhỏ bé trông rất bình thường nó mọc từ khe đá ra trông khô cằn như sắp chết đến nơi ngô bình thả đường tử di xuống sau đó ngồi lên tảng đá gần cây đào đó cây đào nếu tao đoán không nhầm thì mày chính là đào tiên mà mọi người hay nhắc đến đúng không đương nhiên cây đào không biết nói chuyện nên không có phản ứng gì hình như nó chỉ là một cái cây rất bình thường thôi ngô bình cười nói ở đây không có linh khí mày có thể sống đến giờ đúng là kỳ tích thế này đi chúng ta thỏa thuận nhé tao sẽ cho mày tới một nơi rồi rào linh khí, đồng thời truyền thụ cho mày thuật tu hành. Còn mày mỗi năm phải kết trái một lần để tao lấy quả ăn, được không? Cái cây vẫn không hồi đáp, vì thế Ngô Bình lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc rồi nói, là tao nhìn nhầm, chắc mày không phải đào tiên rồi. Nhưng thân của mày cũng được, làm cung tên cũng ổn áp đấy. Đường tử di thấy Ngô Bình ngồi nói chuyện với cái cây thì không chịu được nữa, Ngô Bình, trông anh giống đàn gảy tai châu quá, cái cây mà nghe hiểu tiếng người à? Ngô Bình nói, Tử Di là anh nhìn nhầm. Sứt lời, anh giơ tay tóm lấy thân cây định nhổ nó lên. xong, tay anh vừa chạm vào cây thì đắc có một nguồn năng lượng kỳ lạ truyền vào người. nguồn năng lượng ấy vừa xuất hiện, đạo trùng đã nhảy lên rồi cắn nuốt nó. cây đào lập tức sung lên. một giọng nói truyền vào đầu Ngô Bình, thượng tiên chờ đã. Ngô Bình mỉm cười rồi buông lỏng tay, chịu lên tiếng rồi à cây đào, thượng tiên, tôi không thể rời khỏi đây được. Ngô Bình nhìn cái cây rồi ngó xuống phía dưới thì thấy có một tảng đá kỳ quái, bên trong có một khối tiên thạch, đây chính là lý do cây đào không dám bỏ đi. Ngô Bình, chỉ là một khối tiên thạch thôi mà, tiên lực của nó đã sắp bị mày hút cạn rồi. Mày mà đi theo tao thì mỗi năm, tao sẽ cho mày một khối tiên thạch. Cây đào, thượng tiên có tiên thạch à? Chẳng những thế, tao còn có một nơi rồi rào linh khí nữa, ngô bình nói đi theo tao mày sẽ có tương lai tươi sáng còn không thì cứ tiếp tục cắm dê ở đây đi cây đào tôi chỉ là cái cây nên rất khó bảo toàn tính mạng ở lại đây sẽ rất nguy hiểm nếu thượng tiên không nói dối thì tôi đồng ý đi ngô bình tao còn muốn mày lớn nhanh nên không lừa mày đâu à mà mày kết trái được chứ cây đào kết trái khiến tôi tốn nhiều sức lắm nhưng nếu thượng tiên có thể cho tôi linh khí và tiên thạch thì đương nhiên không thành vấn đề với năng lực hiện giờ thì cùng lắm tôi chỉ kết được một trái thôi. Ngô Bình cao mày, mỗi một trái thôi à. Cây đào, thượng tiên, cơ thể mẹ của tôi là đào tiên thượng cổ, trái của tôi là đào tiên đấy, chỉ cần ăn một quả là sống đến 300 tuổi. Ngô Bình nói, được, một quả thì một quả. Đường tử di thấy Ngô Bình nói mãi không xong thì hỏi, cái cây chịu nói chuyện với anh rồi à? Ngô Bình cười nói, tử di, nó là đào tiên đấy. Đào tiên, chào bạn gái tao đi chào người đẹp tôi là nhị đào cô sinh thật đấy cây đào bắt đầu nịnh nọt đường tử di cô ấy giật nảy mình rồi hỏi nó biết nói chuyện ạ à? ngô bình nó là đào tiên thuộc linh căn tiên thiên nên còn thông minh hơn con người hơn nữa tu vi của nó mạnh lắm ban nãy anh suýt bị nó chơi cho một vố đấy đường tử di cảm thấy rất khó tin có đào tiên thật ư ngô bình nói nhị đào đúng không tao phải đi ra đây một lát lát tao sẽ quay lại đưa mày đi chịu khó một chút nhé nhị đào vâng tôi chịu được ngô bình không nói nhiều mà cõng đường tử di xuống núi luôn lên xe rồi đường tử di vẫn thấy như đang mơ đào tiên thật mới sợ chứ cô ấy sáng mắt lên ngô bình nó mà kết trái thì anh cho em cắn một miếng nhé ngô bình cười nói ừ quả đầu tiên cho em luôn đường tử di mừng rỡ rồi ôm ngô bình thơm anh Ngô Bình thấy xung quanh không có ai nên ôm lấy đường tử di rồi hôn lên môi cô ấy, đôi môi đỏ mỏng như lửa, dịu dàng ngọt ngào. Nụ hôn của hai người kéo dào hơn chục phút, còn tay của Ngô Bình cũng không chịu yên phận, cứ thế chu du trên da thịt của đường tử di. Đáng ghét, tuy nói vậy, nhưng cô ấy không hề phản kháng. Ngô Bình quyến luyến buông đường tử di ra, vì còn việc phải làm nên anh đành kìm nén lửa nóng, sau đó khởi động xe về thị trấn. Tới cửa nhà họ Phương rồi, đoàn tổ chức hôn lễ chuyên nghiệp mà đường tử di mời đến đã tới, và đang lắp đặt hệ thống âm thanh. Giờ khoảng 10 giờ, khách tới liên tục, không lâu sau, một chiếc xe đã đi đến, biển xe mang số B00001, là biển của thị trường. Nhìn thấy chiếc xe ấy, Vạn Tam Hổ ngồi trên nóc nhà đối diện ngẩn ra nói, xe của thị trường ư. Sau đó, có mấy người bước xuống xe, toàn người mà Vạn Tam Hổ quen mặt. Thị trường mới nhậm chức La Duy Khang. Cục trưởng cụ trị án quách thương, phó cục trưởng Liễu Phi Long. Hắn không khỏi run lên rồi lẩm bẩm không thể nào. Ba vị quan chức này đến nhà họ Phương làm gì chứ? Lẽ nào đến ăn cưới? chương 483, người nhà họ vạn. Ngô Bình nhìn thấy chiếc xe đó thì vội vẫy tay gọi bố của cường tử ra đón tiếp. Cậu Ngô, tôi vừa nhận được điện thoại là bỏ hết công việc rồi đến luôn, chú rể đâu ạ? À? La Duy Khang cười hỏi. Ngô Bình, thị trưởng La, chú rể đi đón cô dâu rồi để tôi giới thiệu nhé đây là bố ông phương bố của chú rể la duy khang vội giơ tay ra chúc mừng gia đình bố cương tử ngẩn ra ngài ngài thị trưởng đấy ạ à? ngô bình cười nói đúng đây là thị trưởng la ông ấy mới tới nhậm chức ở vân đình là bạn của tôi được ngô bình nhận là bạn la duy khang sung sướng rồi cười nói tôi chỉ là người phục vụ cho nhân dân thôi sau đó La Duy Khang giới thiệu về hai người đứng sau, đó là hai người đứng đầu cục trị an. Ngô Bình mời họ vào dạp ngồi, chú hai của cương tử vội đi rót trà và mang hạt dưa tới. Bọn họ vừa ngồi xuống thì có thêm 5 chiếc xe nữa tới, đó đều là xe sang, chỉ có một người đi xuống là Trương Cửu Hàn. Ngồi trên các xe phía sau là chín nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm ở Vân Đình. Cậu Ngô, Trương Cửu Hàn chắp tay. Ngô Bình đáp lễ, ông Trương, cảm ơn ông đã đến dự, mời vào. Vạn Tam Hồ ở nhà đối diện đã tái mặt, hắn quen khá nhiều người tài giỏi ở Vân Đình, ngoài Trương Cửu Hàn chưa từng gặp bao giờ ra thì chín người kia, hắn đều không dám động tới ai hết. Rốt cuộc chuyện gì thế này, hắn lẩm bẩm. Đột nhiên có tiếng người hô lên bên dưới, ngay sau đó có một đám phụ nữ trung niên mặc đồ tang rồi khóc lóc đi tới nhà họ Phương. Vạn Tam Hổ hết hồn rồi hét lên, về, về hết cho tao. Xong, mấy người đó đang gào khóc rất to nên không hề nghe thấy tiếng của hắn. Thấy có một đám người khóc lóc đi tới, bố của cương tử tái mặt rồi run lên. Ngô Bình cao mày, nhà họ vạn thật không ra làm sao. Anh vận khí rồi lao ra ngoài quát, im hết ngay. Tiếng quát của anh làm nhóm phụ nữ ở phía đội diện như nghe thấy tiếng bom nổ, ai nấy đều giật mình rồi ngừng khóc. Ngô Bình bước tới nói, tôi cho mỗi người 500, cầm tiền rồi biến đi anh biết chắc chắn những người này đã nhận tiền của nhà họ vạn để tới quấy phá nhà họ phương. Quả nhiên, nghe thấy thế xong, nhóm phụ nữ ấy đã chia tay ra, Ngô Bình bảo chú hai của Cương Tử lấy tiền chia cho họ. Nhóm phụ nữ vừa đi thì có một chiếc xe chở phân đi tới, mùi phân bốc lên rất khó ngửi. Chiếc xe cố ý đỗ ngay cửa nhà họ Phương, mùi hôi thối khiến mọi người ở xung quanh phải bịt mũi. Người lái xe là một tên béo mặt đen, gã lạnh cùng cười với người nhà họ Phương với vẻ huynh hoang. Ngô Bình đi tới kéo cửa xe ra, rồi ngồi vào ghế lái phụ, anh dùng thuật thôi miên để điều khiển tên béo, đổ hết chỗ phân này vào cửa nhà họ Vạn mau. Tên béo đã bị thôi miên nên lập tức đánh xe đi về phía nhà họ Vạn. Mọi người thấy Ngô Bình chỉ nói vài câu đã xử lý xong người nhà họ Vạn thì đều rất nể phục. Vạn Tam Hồ ở nhà đối diện đang đầy nghi hoặc, mình chưa hạ lệnh, sao Vạn báo lại đánh xe đi. Quách Thương nhỏ giọng nói trong giạp cưới thị trường, cậu Ngô này là người thế nào ạ? La Duy Khang không nhiều lời, chỉ đáp một người rất giỏi. Quách Thương vẫn đang đắn đo thì nhóm trương cửu Hàn đã ngồi xuống bàn bên cạnh rồi bắt đầu trò chuyện. Họ là người trong giang hồ nên cũng toàn nói chuyện xoay quanh chủ đề ấy. Một người nói, nghe đâu cậu Ngô đã là đại tông sư rồi đấy. Người khác đáp, ừm, đại tông sư Ngô đúng thiên tài tu hành, tương lai kiểu gì cũng là nhân tiên. Quách thương ngẩn ra, nhân tiên là gì? Người đó nói tiếp, ngưỡng mộ thật, thành nhân tiên rồi thì ít cũng phải sống được 300 tuổi nhỉ. Trương Cửu Hàn, thật ra Đại Tông Sư không phải giỏi tu luyện đâu, mà là y thuật. Bố của từ bá nhân, triệu chủ quốc ở Thiên Kinh, con trai nhà họ Phương đều được cậu ấy chữa khỏi bệnh cho. Mọi người đều vô cùng thán phục, một người nói, người tài giỏi như Đại Tông Sư, đến các nhân vật lớn ấy cũng phải lấy lòng ấy chứ. Nghe tới đây... Quách Thương cảm thấy tim mình đập thình thịch, cuối cùng ông ấy đã hiểu tại sao La Duy Khanh phải lấy lòng Ngô Bình rồi. Ông ấy liếc nhìn La Duy Khang thì thấy đối phương mỉm cười chứ không nói gì. Lúc này, Ngô Bình đã quay lại rồi ngồi đối diện với Quách Thương, cục trưởng Quách, nếu có người phạm tội, sẽ bị trừng trị đúng không? Ánh mắt Quách Thương nhìn Ngô Bình đã có vẻ nể sợ, ông ấy đứng lên rồi nói, cậu Ngô, bất kể là ai, nếu đã phạm tội thì đều phải bị trừng trị. Ngô Bình gật đầu rồi nói, ngũ hổ của vạn thị ở chấn này đều làm rất nhiều chuyện xấu, tôi mong các công có thể điều tra họ để trừ hại cho dân. Quách thương cũng đã nghe đến tên của vạn tam hổ, nhưng vẫn không chút do dự nói, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Dứt lời, ông ấy đi gọi điện thoại, sai người dốc toàn lực điều tra. Không lâu sau, có ba chiếc xe sang đi đến, có hai cô gái rất xinh đẹp xuống xe, họ chính là hai ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Nhìn thấy họ, Mọi người ở đây đều ồ lên. Nhìn kìa, Lý Tịnh Đình và Trương Linh Ngụy đấy. Trời ơi, sao họ lại đến đây? Có mấy chàng trai trẻ tuổi nhìn cái là nhận ra ngay, sau đó họ reo. Nhưng hai cô ca sĩ này không vui tẹo nào, để kịp đến đây mà họ phải lùi hết việc lại rồi chạy như bay đến, tổn hại không hề nhỏ. Đã thế, đây còn là một nơi hẻo lánh, đám cưới ở quê ư? Trời, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt chết mất. Nhưng họ không dám thể hiện ra vì đây là lệnh của ông chủ họ phải nghe theo hai cô gái quan sát để tìm chủ nhà ngô bình đi tới rồi chào hỏi hai cô vất vả rồi mời lên sân khấu hát vài bài chúc mừng hai cô ca sĩ nổi giận vừa định nổi cáu thì đã có một chiếc xe đỗ ngay cạnh diệp huyền bước xuống rồi cười tươi với ngô bình tiền bối vẫn còn các nghệ sĩ khác đến đấy ạ à. sau đó anh ta nói với hai cô ca sĩ các cô lên sân khấu biểu diễn đi hát các bài vui ấy hai cô ca sĩ cười khổ, rồi đành ngoan ngoãn lên sân khấu. Ca sĩ nổi tiếng hát thì cũng đến vậy, nhưng vì họ sinh nên được mọi người chào đón hơn. Sau đó lại có các ngôi sao khác tới, họ lần lượt lên biểu diễn, không thiếu một tiết mục nào. Tới hơn 11 giờ thì Lý Quảng Long cũng dẫn theo các nhân vật lớn đến, ai cũng có chức vụ cao hơn La Duy Khang. La Duy Khang đứng ngồi không yên, vội ra chào hỏi, vì ông ấy rất muốn làm quen với những người này. Lý Quảng Long vừa tới không lâu thì lại có hơn chục chiếc xe cảnh sát đến, nhưng họ đến nhà họ Vạn. Loáng cái cả đống người nhà họ Vạn đã bị bắt lên xe về đồn. Vạn Tam Hổ đứng trên tầng, vã mồ hôi quan sát phía dưới. chương 484, tiệc cưới. Vạn Tam Hổ biết nhà họ Vạn xong rồi. Hắn đột nhiên ý thức ra điều gì đó rồi nhảy xuống dưới rồi leo lên xe của mình, chuẩn bị tẩu thoát. Nhiều năm qua, hắn đã tích được ối tiền, chỉ cần không bị bắt thì vẫn có thể sống sung sướng suốt đời. Xong, hắn vừa khởi động xe một cái thì đã nhìn thấy có người đứng ngay cửa xe rồi cười hì hì với hắn, đó chính là người thanh niên ra đón tiếp thị trường và mọi người. May, tránh ra, vạn tam hổ biết người này rất đáng gờm nên lo lắng đến mức nói lắc bắp. Người đó chính là Ngô Bình, anh thừa biết vạn tam hổ đứng trên cao để quan sát tất cả, sau đó anh đã hỏi vài người bên cạnh để xác định xem có đúng là hắn không thấy vạn tam hổ định trốn, anh lập tức chạy tới ngăn cản ngay. Anh thờ ơ nói, vạn tam hổ, anh có trốn nổi không? Vạn tam hổ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, sau đó đạp chân ga định phóng đi. Tiếng động cơ vang lên, nhưng bánh xe lại xoay tròn tại chỗ, khói bay mù mịt, chiếc xe không hề nhúc nhích. Thì ra Ngô Bình đã ấn một tay lên mui xe, nên dù chiếc xe gào rú thế nào cũng không thể xuất phát được. Vạn Tam Hổ chỉ thấy ra đầu mình tê dại, mồ hôi lạnh túa ra, hắn thỏ đầu ra ngoài cửa sổ rồi nói cậu em tha cho tôi lần này đi tôi sẽ cho cậu tiền hắn vừa lên tiếng thì đã ngửi thấy một hương thơm ngay sau đó đã bị ngô bình thôi miên ngoan ngoãn dừng xe rồi theo ngô bình đến nhà họ phương thấy vạn tam hổ đến người nhà họ phương đều xuất sắng xong vạn tam hổ lại đi thẳng tới chỗ quách thương rồi bắt đầu thú nhận mọi tội trạng quách thương nhanh chóng gọi cấp dưới đến ghi hình làm bằng chứng vạn tam hổ đã kể hết mọi tội lỗi mà nhà họ vạn làm trong suốt nhiều năm qua ra người nhà họ phương ngơ ngác nhìn nhau vạn tam hổ bị làm sao vậy điên rồi ư ngô bình và đường tử di ngồi ra một chỗ cô ấy nói hôm nay anh mời nhiều người đến thế có khoa trương quá không ngô bình tỉnh bơ nói người nhà họ vạn ở trấn này đông lắm dù nhóm ác bá vạn tam hổ có bị bắt thì khéo vẫn có kẻ lọt lưới thậm chí ghim thù trong lòng rồi tìm cách trả thù để phòng hậu họa anh buộc phải để mọi người ở đây biết thế lực và các mối quan hệ của Cương Tử, để họ biết khó mà lui. Cuối cùng thì đoàn đón dâu cũng về, bạn của Cương Tử bắt đầu các trò trò nghẹo cô dâu chú rể, Cương Tử liên tục xin tha, khiến mọi người được chàng cười vỡ bụng. 12 giờ, lễ cưới bắt đầu, Ngô Bình làm chủ hôn, anh lên sân khấu phát biểu. Sau khi chú rể đưa cô dâu vào phòng cưới thì tiệc cưới chính thức bắt đầu, mọi người đến đầu hầu hết đều vì nể mặt Ngô Bình nên đương nhiên họ rất nhiệt tình chúc rượu nhau. La Duy Khang còn bận việc nên không thể ở lại lâu, uống vài chén xong là phải đi ngay. Trương Cửu Hàn ngồi cùng bàn với các nhân vật trong giang hồ, Ngô Bình đến uống với bàn họ một tăng, hạ gục hết các cao thủ võ lâm ở đó. Lý Quảng Long ngồi bàn bên cạnh cười nói, chú không chịu đến chỗ anh nên anh phải mò đến đây vậy. Ngô Bình, anh Long, sắp hết tháng rồi, sản lượng có thể đạt bao nhiêu? Lý Quảng Long cười đáp, tháng này mình có thể đạt sản lượng 12 triệu hộp, giá trị sản lượng là 3 tỷ. Nhà máy mới đang được xây dựng rồi, sang năm thì sản lượng sẽ lên tới ít nhất là 20 triệu hộp. Ngô Bình rất hài lòng với kết quả này, 20 triệu hộp thì sẽ cho giá trị một năm lên tới hơn 70 tỷ. Theo thông kê của Lý Quảng Long, trừ vốn và thuế ra thì ít nhất họ vẫn kiếm được 30 tỷ. Lý Quảng Long nói, thuốc mới mà chú bảo, mình làm luôn thôi chứ. Ngô Bình gật đầu, em có nhiều phương thuốc lắm, bao giờ về em sẽ điều chỉnh lại, nhiều phương thuốc thì tốt, nhưng không hợp để sản xuất nhiều. Lý Quảng Long, giờ anh đang dồn hết công sức cho công ty thuốc, chờ khi nào giá trị công ty lên đến trăm tỷ thì anh sẽ cho nó ra thị trường. Ngô Bình cười nói, mình có thiếu tiền đâu anh, sao phải cho ra thị trường làm gì? Lý Quảng Long nghiêm túc nói, doanh thu trăm tỷ thì lợi nhuận của mình khoảng 40 tỷ, giá cổ phiếu của ngành dược trên thị trường bây giờ là 32, công ty chúng ta có giá trị cả trăm tỷ là có thành tích tốt lắm đấy. Ngô Bình không quan tâm đến vấn đề danh tiếng này cho lắm, nhưng anh cũng không phản đối, dẫu sao Lý Quảng Long cũng có mưu cầu riêng của mình. Trước kia, Lý Quảng Long chỉ là một đại ca ở Thạch Thành, nhưng sau khi mở nhà máy thuốc, anh ta đã bỏ thói ăn chơi trụy lạc, mà chuyên tâm vào phát triển công ty, thậm chí còn biến công ty của họ thành một xí nghiệp nổi tiếng ở tỉnh. Vì là tiệc hỷ nên mọi người chỉ chung vui chưa đến hai tiếng là ra về. Đến chập tối, ngô bình xin nhà cương tử một cái chậu trồng cây thật to sau đó quay lại rừng đào rồi nhổ cây đào tiên trồng vào cái chậu ấy lúc ngô bình nhổ cây trong đầu anh liên tục vang lên tiếng cây đào tiên la hét như con lợn bị chọc tiết ngô bình nhức đầu hỏi nhị đào mày gào thét gì thế cây đào bọn mày không có dây thần kinh cảm giác cơ mà rễ của tôi mọc sâu xuống dưới mấy chục mét giờ bị cậu nhổ lên hết tôi không đau thân thể mà là đau lòng nhị đào nói Ngô Bình, dễ mọc sâu thì có tác dụng quái gì? Bao giờ về, tao sẽ cho mày một khối tiên thạch và linh khí mà hấp thụ, như thế có tác dụng hơn nhiều. Bấy giờ nhị đào mới bình tĩnh lại, như thể mơ tưởng tới một tương lai tương sáng hơn rồi nói, cậu nói thế làm tôi háo hức quá. chương 485, kép kín bản thân. Đường tử di sai người bỏ cây đào vào một cái hộp rồi đưa về thiên kinh ngô bình chưa thể đi cùng được nên đường tử di sẽ được cây đào đến căn biệt thự của anh ở vinh bạch long căn biệt thự ấy của ngô bình có tên là thượng phủ bạch long đường tử di cũng có chìa khóa thượng phủ đã lắp đặt xong xuôi đường tử di đã cho người lắp hết các thiết bị điện và gia dụng nên có thể tới ở bất cứ lúc nào anh không đi à đường tử di hỏi với vẻ quyến luyến ngô bình nói anh vẫn còn việc ở đây mấy hôm nữa sẽ đến thiên kinh tìm em sau đường tử di nói được rồi giai đoạn đầu của thị trấn phỉ thúy sắp hoàn thành rồi, anh rảnh thì nhớ tới ngó nhé. Thị trấn phỉ thúy là nơi mà nhà họ Đường và Ngô Bình chung vốn xây dựng, mục đích là tạo nên một khu triển lãm phỉ thúy lớn nhất cả nước. Ừm, anh sẽ thu xếp thời gian. Sau khi nhóm Đường Tử Di đi rồi, vợ chồng Cương Tử cùng đến cảm ơn Ngô Bình. Anh cười nói: Cương Tử, Tân Nguyệt, sau này hai người phải sống thật hạnh phúc nhé. Sau đó, anh lấy một phong bao màu đỏ ra đưa cho hai người đây là quà cho hai người đi hưởng tuần trăng mật cương tử có vẻ ngại ngùng cậu chủ cậu đã cho tôi rất nhiều tiền rồi ngô bình cười nói đi chơi thì phải tiêu tiền chứ sau đó anh nói với tân nguyệt tân nguyệt sau này cương tử đi theo tôi nên chắc sẽ ít khi về nhà tôi phải xin lỗi cô trước nếu cô nhớ cậu ấy thì có thể chuyển tới sống ở huyện minh dương tôi sẽ chuẩn bị thêm một căn nhà cho cương tử tân nguyệt vội nói anh ngô không có chuyện đó đâu ạ Cương Tử được làm việc cho anh là diễm phúc của anh ấy. Lúc này, chú hai của Cương Tử cũng đi vào rồi nói: "Cậu Ngô, cậu có thể khám qua cho Phương Cường được không?" Ngô Bình gật đầu nói: "Được à." Ngô Bình đi tới nhà của chú hai Cương Tử. Tân Nguyệt lấy một tờ chi phiếu trong phong bao ra nhìn, sau đó trợn tròn mắt. Một triệu, cô ấy hô lên. Phong bao này dày thật. Phương Cương, cậu chủ của anh là người thế nào vậy? Sao hôm nay có nhiều ngôi sao nổi tiếng với quan chức đến thế? Giờ mọi người bên nhà em đều đang biên cuồng đăng ảnh lên mạng kia. Ai cũng bảo em được gả vào nhà Hào Môn. Cương Tử ngại ngùng gãi đầu rồi nói: Tân Nguyệt, anh không phải con nhà Hào Môn gì đâu. Tất cả là do cậu chủ sắp xếp thôi. Nhưng nhà giàu có gì thì cậu chủ anh đều có hết, thậm chí còn có nhiều hơn ấy. Tân Nguyệt là một cô gái thông minh nên nói: Cương Tử, chắc chắn cậu chủ của anh là một người rất tài giỏi. Vậy nếu bên nhà em gặp chuyện phiền phức, có thể nhờ anh ấy giúp không?" Cương Tử cười nói, "Bên nhà em thì có chuyện gì to tát đâu, dù có thì một mình anh là xử lý được rồi." Cô ấy thở dài nói, "Nhớ nhà em gặp chuyện chỉ có cậu chủ anh mới giải quyết được thì sao?" Cương Tử tò mò hỏi, "Tân Nguyệt, có chuyện gì à?" Tân Nguyệt kéo Cương Tử vào phòng rồi nói, "Là chuyện của em trai em." Cương Tử ngẩn ra, "Em có em trai ư?" Cương Tử cũng mới quen Tân Nguyệt chưa được bao lâu nên không biết cô ấy có em trai. Tân Nguyệt gật đầu, nó kém em 2 tuổi, một năm trước đi tù rồi bị phán án tử, hai năm nữa sẽ thi hành. Cương Tử ngạc nhiên nói, em trai em phạm tội gì thế? Tân Nguyệt nổi giận nói, nó có phạm tội gì đâu, là bị người ta hại. Cô ấy kể lại mọi chuyện cho Cương Tử nghe, cậu ta nghe xong thì ngây ngẩn nói, chuyện này không đơn giản, anh sẽ hỏi thử cậu chủ xem có cứu được em trai em không? tân nguyệt ngấn lệ nói chồng ơi nếu anh cứu được em trai em thì cả nhà em sẽ biết ơn anh cương tử dịu dàng nói em là vợ của anh rồi thì chuyện của em cũng là của anh tân nguyệt gật đầu sau đó ôm chặt lấy chồng mình ngô bình đến nhà của chú hai cương tử vừa vào đã nhìn thấy phương cường đang ngồi ngây người trên chiếc ghế ở giữa sân miệng thì lẩm bẩm gì đó chú hai nói cậu ngô ngày nào nó cũng chẳng chịu nói chuyện với ai ăn còn phải có người xúc Ngô Bình đã nắm được tình hình nên nói, để tôi thử. Anh đi đến cạnh Phương Cường thì ngửi thấy một mùi lạ, hình như đã lâu cậu ấy không tắm rửa. Sau khi quan sát thì anh thấy Phương Cường đã tự kép kín bản thân. Sau khi trải qua một chuyện gì đó quá kinh hãi, con người thường sống kép kín lại. Ngày xưa, bạn gái của Phương Cường đã tự sát sau khi bị người khác cưỡng bức, cậu ấy biết rõ hung thủ là ai nhưng không thể đi báo thủ được, từ đó đủ thấy nội tâm dày vò như thế nào hận thù không thể phóng thích, phương cường sống không bằng chết, vì thế tinh thần dần trở nên bất ổn rồi tự kép kín bản thân lại. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát, sau đó giơ tay phải ấn lên đỉnh đầu phương cường, sau đó anh nhắm mắt lại. Bây giờ, anh đang thi triển một tiểu xảo tên là thông linh. Thông linh không chỉ có thể giao lưu với quỷ thần, mà còn có tác dụng với con người nữa, chứ không phải bản linh cao siêu gì. Anh muốn dùng cách này để Phương Cường có thể bước ra khỏi bóng đen tâm lý. Loáng cái, tinh thần của ngô bình đã tiến vào một không gian đen tối phương cường với gương mặt uất hận đứng đó rồi không ngừng gào thét đây chính là thế giới nội tâm của cậu ấy ngô bình tiến vào rồi gọi to phương cường phương cường ngẩn ra sau đó ngoảnh lại nhìn ngô bình anh là ai cậu ấy hung hăng hỏi ngô bình hung thủ là vạn tam hổ anh muốn trả thù không phương cường gào lên tôi muốn trả thù muốn trả thù ngô bình muốn trả thù thì phải bước ra ngoài Tôi sẽ dẫn anh đi gặp kẻ thù." Xuất lời, Ngô Bình giơ tay ra đẩy, Phương Cường đã bị đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, Phương Cường đang ngồi trên ghế bỗng run lên rồi đứng dậy, cậu ta hung ác nhìn quanh, Vạn Tam Hổ, tao phải giết nó. Chương 486, mở nhấn chữ đồ. Ngô Bình biết bệnh của Phương Cường đã khỏi nên nói, Vạn Tam Hổ và những kẻ độc ác của nhà họ Vạn đã bị bắt rồi, họ sẽ phải chịu trừng trị của pháp luật bị bắt rồi ư, hận ý trong mắt Phương Cường dần biến mất, nhưng sau đó cậu ấy đã khóc toáng lên, manh manh của tôi, cô ấy thật đáng thương, tất cả là tại tôi. Hu hu, Ngô Bình vỗ vai cậu ấy rồi nói, Phương Cường, cậu còn bố mẹ, còn người thân nên phải sống cho tốt, như vậy mới là niềm an ủi lớn nhất với người đã mất. Chú hai vừa kích động vừa cảm kích rồi chắp tay với Ngô Bình, sau đó hai bố con họ ôm nhau khóc. Lúc này, có khá nhiều người nhà họ Phương đi tới, ai cũng cất giọng an ủi rồi cảm ơn ngô bình không còn sớm nữa ngô bình chào tạm biệt nhà họ phương rồi về huyện minh dương với diệp huyền về tới nhà rồi anh gọi ngay cho lạc trường sinh để bàn kế hoạch thiếu chủ đó cho anh hai sự lựa chọn một là chết hai là làm tay sai cho hắn đương nhiên anh sẽ không phải nô bộc cho ai hết vì thế chỉ còn cách chiến đấu với tên đó thôi lạc trường sinh đã đến nhà anh trước sau khi biết chuyện ông ta cười nói chuyện này đơn giản Chủ nhân chỉ cần nói một câu với Trương Thiên Hoành là xong. Ngô Bình, thần tướng Trương có thể trấn áp tu sĩ cảnh giới địa tiên ư. Lạc Trường Sinh, tu sĩ cảnh giới địa tiên có mạnh đến đấy thì cũng phải sống trên đời, nếu vậy thì không thể đắc tội với Trương Thiên Hoành được. Hơn nữa, tu sĩ ở cảnh giới địa tiên cũng là người, có gì giỏi đâu chứ. Ngô Bình lại nói, nếu có thể tự giải quyết được thì tôi không muốn nhờ vào người khác. Lạc Trường Sinh, chủ nhân có cách rồi ư. Ngô Bình, tôi đoán thiếu chủ đó đang ở cảnh giới nhân tiên, hoặc cùng lắm là cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Nếu thế thì tôi không sợ. Anh nói tiếp, tôi quyết định lập sát trận, để tóm cả mẹ. Lạc trường sinh nhớn mày, chủ nhân định bày sát trận gì? Ngô Bình, hoàn trận, trận pháp này có thể bắt được cả tu sĩ cảnh giới địa tiên hậu kỳ, chờ họ xa lưới rồi, chúng ta sẽ tiến vào rồi giết họ. Lạc Trường Sinh cảm thấy khó tin nhưng vẫn vui mừng nói: Nếu hoàn trận của chủ nhân có thể nhốt được tu sĩ cảnh giới địa tiên hậu kỳ thì đúng là mình không cần nhờ tới trương thiên hoành nữa mà có thể tự giải quyết được. Ngô Bình cắn răng nói: Cho nên chúng ta phải nghĩ cách dụ thiếu chủ đó tới. Ngày nào chưa giết được hắn là tôi ăn không ngon ngủ không yên. Người đó đã hai người sai người đến đối phó Ngô Bình, thậm chí còn lấy người nhà ra để uy hiếp anh. đương nhiên anh phải dốc toàn lực phản công để thiếu chủ đó biến khỏi nhân gian. Lạc trường sinh đưa ý kiến, chủ nhân không cần thiết phải giết hắn, biết đâu lại gây phiền phức lớn hơn. Khối lũy thuật của chủ nhân rất kỳ diệu, hay mình khống chế người đó như đã làm với Hoàng Thiên Bá ấy. Ngô Bình, khống chế ư, nhưng nếu hắn ở cảnh giới địa tiên thì phải dùng thêm các dược liệu mới được, thế thì lằng nhằng lắm. Lạc trường sinh, chủ nhân hãy biến người đó thành con rối, như vậy vừa có thể xóa bỏ thù hận, vừa sai khiến hắn làm việc giúp mình, thế chẳng quá hay hả? À. Và lại, ngoài mặt chủ nhân có thể nhận mình là thuộc hạ của người đó, như thế thì không ai nghĩ hắn đã biến thành con dối đâu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ý này cũng hay, để thử vậy, nếu không thành công thì giết hắn cũng chưa muộn. Tối nay, Lạc Trường Sinh ở lại để tu luyện, sau đó giúp Ngô Bình đối phó với người ở cảnh giới địa tiên kia. Ngô Bình đến phòng đan rồi cẩn thận lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là chiếc nhẫn anh lấy được từ mồ chôn di vật của Bình Loạn Hầu, bên trong có không ít đồ vật nó là một món pháp khí chữ vật, muốn mở thì phải có thần niệm mạnh. Ngô Bình mới sinh niệm không lâu, trước đó thần niệm của anh rất yếu. Nhưng bây giờ, thần niệm của anh đã rất mạnh rồi, thừa sức để sử dụng chiếc nhẫn chữ đồ này. Ngô Bình đưa thần niệm vào trong chiếc nhẫn, bên trong rộng 4 mét, dài 5 mét, cao khoảng 4 mét. Anh động tinh thần rồi lấy ba món đồ cùng một cách luyện chế đan dược ở trong da. Tiếp theo, anh lấy ra thêm một cái gương cổ trên đó có khắc chữ tiên và hình ảnh bàn tay. Anh quan sát mặt gương thì thấy hình ảnh bên trong dao động một cách kỳ lạ tỏa hồn kính. Dùng thế nào nhỉ? Anh thử truyền thần niệm vào trong chiếc gương thì lập tức có ba thần niệm đáng sợ tấn công thần niệm của anh, suýt nữa làm anh hồn bay phách lạc. Ba luồng sức mạnh ấy rất hung hãn, vừa xuất hiện đã định chiếm luôn cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình hoảng hốt rồi nhớ tới vào thứ ghi chép trong phiến ngọc, có vài món pháp khí rất hung ác, người có tu ti thấp muốn luyện hóa nó thì có thể còn bị nó hấp thu hồn phách rồi biến thành công cụ cho nó. Cụ thể là nó sẽ người đó sẽ biến thành con rối và bị pháp khí điều khiển và làm việc cho nó như một cái xác không hồn. Chết rồi, anh hoảng sợ rồi cật lực phản kháng, nhưng anh không phải đối thủ của nó. Thấy Ngô Bình sắp thất thủ, đạo trùng nhảy ra, ba luồng sức mạnh kia lập tức sợ chết khiếp rồi ngoan ngoãn trở lại. ngay sau đó, đạo trùng đã hấp thu luôn chúng. Năm phút sau, ba luồng sức mạnh kia lại bị đảo chủng nhổ ra, dù chúng vẫn còn rất hung hăng, nhưng không dám vớ vẩn với Ngô Bình nữa, mà hoàn toàn phục tùng. Ngô Bình cảm thấy trong đầu hình hiện lên hình ảnh của ba con quái vật, một con như con khỉ, đầu dài, răng nhọn; con thứ hai thì đầu người thân rắn, mái tóc thì toàn là những con rắn độc siêu nhỏ, mắt cũng như mắt rắn, lóe ra ánh xanh. gương mặt của nó rất đẹp, nhưng chỉ liếc nhìn một cái đã phải khiếp sợ. Con quái vật thứ ba trông như con hổ toàn thân một màu đen kịt, chỉ có một mắt, nhưng con mắt ấy rất lớn, đã thế còn phát tia sáng đỏ rất đáng sợ. Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ba con quái vật ấy, sau đó lẩm bẩm ra là yêu thú. Chương 487, bảo bối trong chiếc nhẫn. Vào thời tiền sử, yêu thú là một thế lực có thể chống lại tu sĩ loài người, có những con yêu thú tu vi lên đến cảnh giới thiên tiên, điều này khiến chúng tiên rất nhức đầu. Ba con yêu thú này đều từ thời tiền sử thực lực của chúng khá mạnh nên rất khó đối phó. Yêu thú giống con khỉ tên là nhãn linh hầu, mỗi con mắt của nó có một năng lực riêng, nó rất giỏi việc khống chế người khác. Trong vạn thăng thần châu trí, nó được liệt vào top 15 con yêu thú mạnh nhất. Yêu thú đầu người thân rắn tên là quỷ vực xạ yêu, nó sinh sống ở quỷ vực, thức ăn của nó là linh hồn của vạn vật, có có thể biến cơ thể của người và vật hóa đá, sau đó hấp thu linh hồn. Trong bảng yêu thú thì nó đứng thứ 11. Yêu thú hổ đen một má là Minh hổ, nghe nói nó là yêu thú trông coi âm phủ, nó đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Đã lọt vào bảng yêu thú thì không có con nào là yếu cả, vậy mà chiếc gương bé tẹo này lại phong ấn được hồn phách của ba con yêu thú, vậy uy lực của nó phải mạnh đến đâu? Ngô Bình động tình thần, tỏa hồn kính lập tức bay lên trên đỉnh đầu anh, anh nhìn đi đâu là nó chiếu đến đấy với ánh sáng màu xanh u ám. Ánh sáng này rất lạ, nó chiếu vào ai thì người đó sẽ bất động linh hồn tê dại, không thể phản kháng lại bất kỳ ai. Siêu thật, Ngô Bình hít vào một hơi lạnh, có cái tỏa hồn kính này rồi thì đến tê sĩ cảnh giới địa tiên cũng không phải đối thủ của mình. Ngô Bình cất cái gương đi, sau đó lại lấy một thang đoạn kiếm ra. Vỏ kiếm có màu đỏ, hình như được làm từ da thú, bên trên có khắc các bùa chú kỳ quái. Chuôi kiếm bằng gỗ dài 25 phân, dưới đuôi còn có một cái vòng màu đỏ. Ngô Bình rút thanh kiếm ra thì thấy nó dài chưa đến nửa mét, thân kiếm một màu đen kịt, hấp thu hết mọi tia sáng nên anh không nhìn rõ các chi tiết của nó, mà chỉ thấy một bóng kiếm đen xì. Dù có lấy đèn soi thì cũng vậy. Anh chém nhẹ thanh kiếm vào đá thì không hề có tiếng động vào vang lên, nhưng tảng đá đã bị xẻ làm đôi. Anh lại lấy kiếm sát ra rồi cọ hai thanh kiếm vào với nhau. Trên một tiếng, kiếm sát đã bị mẻ một miếng, ngô bình giật nảy mình, anh biết kiếm sát rất sắc, sao mới chạm vào thanh kiếm này một cái đã bị mẻ rồi. Rốt cuộc thanh kiếm này sắc tới mức nào? Ngô Bình quan sát thật kỹ bằng khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trên lưng kiếm có khắc chữ Hắc Long. Hóa ra là kiếm Hắc Long, anh mỉm cười, sau đó múa một đường kiếm thì thấy ánh sáng đen lóe lên, hầu như không nhìn thấy đường kiếm ở đâu. Ghê thật, nếu mình dùng thanh kiếm này trước mặt người khác, họ sẽ không thể biết mình tấn công ở vị trí nào, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh cất kiếm Hắc Long đi rồi lại cầm một viên châu lên. Viên châu này to như quả đào, Cầm rất chắc tay, bên trên có ký hiệu phát sát, vừa nhìn đã biết là một món pháp khí phi thường. Ngô Bình truyền thần niệm vào thì nó lập tức tiếp xúc với cấm chế trong hạt châu, vì thế Ngô Bình cắn vào đầu lưỡi rồi phun máu vào nó. Ngay sau đó, anh và hạt châu đã có một sự gắn kết thần bí, anh chỉ cần động tinh thần là nó phát sáng. Ngô Bình hô lên, lẽ nào hạt châu này chuyên dùng để đập người? Nghĩ đến đây, anh dùng thần niệm điều khiển hạt châu đập vào một tảng đá bó bay đi ngay rồi huỳnh một tiếng, tảng đá cao hơn một mét đã vỡ tan. Điều đáng sợ hơn là các mảnh đá vụn không tách nhau ra, mà rơi hết xuống trong một phạm vi tròn một mét, sau đó biến thành bùn đất. Tiếng động quá lên mọi người đều kéo nhau ra xem. Ngô Bình phải ra trấn an rồi bảo mọi người đi nghỉ. Anh cất hạt châu đi, sau đó lấy một cái áo giáp ra. Áo giáp này màu vàng, anh mặc hơi rộng nên chỉ thử một lát rồi cởi ra, chuẩn bị đem tặng cho Lý Huyền Bá. Cuối cùng, anh lấy một bức tranh trong chiếc nhẫn không gian ra. Trong này chỉ có duy nhất một bức tranh, chứng tỏ nó đáng giá với bình loạn hầu đến mức nào. Chất liệu của bức tranh rất quý, dù nhiều năm trôi qua, nhưng trông vẫn y như mới. Ngô Bình mở tranh ra thì thấy là bức họa của một cô gái rất xinh đẹp. Ngô Bình thấy hơi thất vọng, nếu chỉ là một bức tranh chân dung thì không có giá trị lớn. Anh lắc đầu rồi bỏ bức tranh sang một bên, sau đó suy nghĩ cách bày hoan trận anh không có nhiều kinh nghiệm về trận pháp này, đành làm theo ghi chép trong phiến ngọc thôi. Ngô Bình vừa nghiên cứu vừa làm, đến khi trời sáng, cuối cùng anh đã nắm rõ về hoan trận rồi. Sau khi trời sáng bảnh, Lý Huyền bá tới tìm anh rồi gãi đầu nói, cậu chủ, hình như tôi nặng hơn 100 cân rồi. Thời gian qua, ngày nào Lý Huyền bá cũng ăn như hổ đói nên cân nặng tăng vọt. Sáng nay tỉnh dậy, anh ta phát hiện mình đã nặng hơn trăm cân, vượt quá yêu cầu của Ngô Bình rồi. Ngô Bình vui mừng rồi truyền bá tiên quyết cho anh ta ngay, bộ công pháp này cực kỳ phù hợp với hoang cổ bá thể, người bình thường không thể tập được, còn Lý Huyền bá mà luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc. Trong một buổi sáng, Ngô Bình chỉ dẫn cho ba người tu luyện, ngoài ra còn phái người đi mua nguyên vật liệu để bày hoan trận. Giữa chừng, Diệp Huyền nhận được điện thoại của Tà Lang, hắn ta bảo tạm thời không kiếm được 10 tỷ, hy vọng Ngô Bình có thể cho thêm thời gian, Xong Ngô Bình không đồng ý mà bắt bố con nhà họ tả phải gom đủ tiền trong ba ngày, không thì tự gánh hậu quả. Xử lý xong việc của tả lang, vũ vũ của đội sấm xét lại gọi tới nói, đội trưởng, thạch thần có việc gấp. Ngô Bình hỏi, việc gì thế? Chu Vũ, có mấy thành viên của chúng ta ở Thạch Thành bỗng mất tích, số người cứ tăng dần nên cấp trên lệnh cho chúng ta tới Thạch Thành để hỗ trợ điều tra. Ngô Bình, được, tôi sẽ đi ngay, mọi người chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa xuất phát anh vừa lên xe vừa gọi cho lý kim tượng của giang nam đường nhưng mãi không có ai nghe máy ngô bình chột dạ không lẽ có chuyện rồi ba phút sau anh gọi lại lần này đã có người nghe máy nhưng lại là giọng của một người thanh niên xa lạ ai hắn hỏi với giọng lạnh lùng ngô bình tôi tìm đường chủ lý thông báo thân phận trước đã người kia vẫn giữ giọng lạnh băng ngô bình ngô bình đội trưởng đội sấm xét cậu là ngô bình hà tốt tôi đang tìm cậu đây, mau đến gặp tôi ngay, người đó nói với giọng ra lệnh. Ngô Bình cao mày, anh là ai? Người đó tống dịch tinh đường chủ mời của Giang Nam Đường. Ngô Bình cao mày, sao Giang Nam Đường đổi chủ mà anh không hay biết gì? Anh định hỏi tiếp, nhưng tống dịch tinh đã nói, Ngô Bình, cậu đến Vân Kinh ngay, tôi có nhiệm vụ cho cậu. Ngô Bình nói, xin lỗi, có thành viên mất tích ở Thạch Thành nên tôi phải đến đó điều tra. Tống Dịch Tinh lạnh giọng, "Đây là mệnh lệnh." "Ngô Bình, đường chủ Tống, anh có thể chỉ huy tôi, nhưng chỉ có Diệp Thiên Tông mới ra lệnh cho tôi được thôi." Nghe thấy tên Diệp Thiên Tông, Tống Dịch Tinh lập tức biết điều hẳn rồi nói, "Diệp Thiên Tông nhiều tuổi rồi, chẳng mấy mà về vườn, sau đó sẽ đến lượt bố tôi lên thay." Chương 488, Quẻ Hung. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, "Chỉ ít thì Diệp Thiên Tông vẫn đang đương vị, mà nếu sư huynh của tôi rời khỏi thần võ ti thì tôi cũng đi." dứt lời anh cúp máy rồi gọi cho diệp thiên tông phải một lúc lâu thì ông ấy mới nghe máy sư huynh có chuyện gì thế ạ à? sao tống dịch tinh lại thay lý kim tượng rồi ngô bình hỏi giọng nói của diệp thiên tông có vẻ buồn bã sư đệ mấy ngày qua anh luôn phải tranh đấu với người đó giờ xem ra anh không phải đối thủ của ông ta rồi chẳng mấy nữa là anh sẽ rời thần võ ti ngô bình ngạc nhiên sư huynh thực lực của anh không hề yếu Sao lại bị người khác giành mất chức vụ?" Diệp Thiên Tông thở dài nói, "Chuyện kể ra thì dài lắm, chờ anh từ trước xong rồi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe." "Ngô Bình, vâng, sư huynh, giờ em phải đến Thạch Thành để xử lý việc ở đấy." "Diệp Thiên Tông, cậu không cần đi đâu, anh sẽ cho người đến giải quyết." Ngô Bình thấy là lạ, "Sư huynh, lẽ nào chuyện này có nội tình gì ư?" Diệp Thiên Tông lại thở dài, "Chuyện lằng nhằng lắm, anh không muốn cậu bị liên lụy." "Sư đệ" anh già rồi cũng chỉ làm được đến vậy thôi nhưng cậu thì khác tiền đồ của cậu rộng mở hơn nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ngô bình cao mày sư huynh nếu anh không nói rõ ra thì em vẫn đến thạch thành đấy diệp thiên tông bó tay nên đành nói sư đệ nếu cậu thật sự muốn biết thì tối nay hãy đến thạch thành gặp anh ngô bình sư huynh anh sẽ đến thạch thành à diệp thiên tông anh đến xem vụ thành viên mất tích cậu tới rồi gọi cho anh Ngô Bình, vâng. Ngô Bình phóng như bay đi nên loáng cái đã đến địa điểm của đội sấm xét, nhóm Chu Vũ đã chuẩn bị xong, sau đó lên xe cũng Ngô Bình đến Thạch Thành. Bọn họ đi hai xe, một chiếc là xe của Ngô Bình, một chiếc là xe Việt giã. Xe của Ngô Bình do nghiêm ra câu lái, xe sau thì tống tiểu lương lái, Ngô Bình ngồi ở ghế lái phụ rồi bắt đầu suy nghĩ. Sư Huynh Anh rõ ràng có điều gì muốn nói trong điện thoại nhưng lại thôi, Ngô Bình càng nghĩ càng thấy lo lắng, giữa đường anh lại gọi cho dương mộ bạch ông ấy nghe máy ngay sư đệ tìm anh có việc à ngô bình hỏi anh đang đâu đấy dương mộ bạch anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài ngô bình ngạc nhiên nước ngoài ư anh đi bao giờ thế dương mộ bạch hôm kia đại sư huynh bảo anh đi mà ngô bình bỗng có một dự cảm xấu nhị sư huynh nếu việc bên đó không gấp lắm thì anh về ngay nhé dương mộ bạch tò mò hỏi tại sao ở nhà có chuyện à ngô bình kể qua tình hình sư huynh em thấy đại sư huynh cố ý điều anh đi chắc chắn bên này có chuyện rồi chỉ là anh em mình không biết thôi dương mộ bạch ngạc nhiên được anh sẽ bay về ngay sư đệ cậu phải cẩn thận đấy nếu đến đại sư huynh còn không giải quyết được thì chắc chắn chuyện này rất nguy hiểm ngô bình anh yên tâm em biết rồi thông báo cho dương mộ bạch xong ngô bình vẫn thấy bất an anh lấy năm đồng tiền phép ra rồi gieo một quẻ cho diệp thiên tông lập tức có hai sơ đồ xuất hiện nhìn thấy sơ đồ đó ngô bình biến sắc mặt là quẻ đại hung quẻ bói cho thấy ngày mai diệp thiên tông sẽ gặp họa đổ máu hơn nữa còn thập tử nhất sinh ngô bình hít mắt lại đắn đó rồi gọi cho đoàn long anh tin nếu diệp thiên tông gặp chuyện lớn chắc chắn đoàn long sẽ biết lúc này đoàn long đang ngồi chơi cờ với một tăng nhân trong nhà tăng nhân này rất trẻ đã thế còn xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi. Đoàn Long nghiêm nghị, còn tăng nhân thì tươi cười. Lúc này có người mang điện thoại tới nói, anh Long Ngô Bình gọi. Đoàn Long ra ngoài nghe máy rồi bảo tôi không có nhà, đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Người đó gật đầu rồi cầm điện thoại rời đi. Sau đó ra một góc rồi nghe máy alo. Ngô Bình anh Long đâu? Xin lỗi anh Long ra nước ngoài làm nhiệm vụ rồi, chưa biết ngày nào về nước giờ đang giai đoạn đặc biệt nên tôi không thể liên lạc với anh ấy được, người đó nói không hề có chỗ sơ hở nào. Ngô Bình không nói gì nữa mà cúp máy luôn. Tăng nhân, Ngô Bình là người anh coi tọng, tại sao không nói cho cậu ta biết tình hình hiện giờ. Đoàn Long hạ một quân cờ rồi bình thản nói, cậu ấy là một thanh kiếm sắc bén, nếu để cậu ấy biết chuyện thì nhất định sẽ cá chết lưới rách với họ. Diệp Thiên Tông chết chắc rồi, không ai cứu được đâu. Để Ngô Bình không bị liên lụy thì tốt nhất là giấu cậu ấy, chờ mọi việc xong xuôi, cậu ấy cũng không làm chuyện quá kích động. Tăng nhân, anh từng bảo Ngô Bình là một người thần kỳ, nhớ cậu ta biết lại có cách giải quyết thì sao? Đoàn Long lắc đầu, không thể nào, Trương Nguyên Cổ đang giữ một vật rất quan trọng, người tu sĩ địa tiên cũng không có giá trị bằng. Cấp trên nhất định sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của ông ta, bao gồm cả việc hy sinh Diệp Thiên Tông. Tăng nhân, thật đáng tiếc, Diệp Thiên Tông vốn có cơ hội đột phá lên cảnh giới địa tiên mà đoàn long cười lạnh diệp thiên tông quá ngu xuẩn kể cả lần này có thoát chết thì vẫn còn nhiều lần khác nữa tăng nhân cấp trên làm vậy khó tránh khiến người ta oán trách đoàn long phải chấp nhận thôi lúc này ngô bình bảo nghiêm ra câu lái xe nhanh hết sức có thể anh nghĩ đoàn long không nghe máy của mình khả năng cao là không muốn tiết lộ chuyện này xem ra anh phải tự nghĩ cách thôi loáng cái chiếc xe đã đi tới thạch thành anh gọi ngay cho diệp thiên tông nhưng không có ai nghe máy Mãi ba cuộc sau thì ông ấy mới nghe. Sư đệ, cậu đến rồi à? Ngô Bình, vâng, em đến rồi, anh ở đâu để em đến? Diệp Thiên Tông, ừ, để anh gửi địa chỉ cho. Trước khi trời tối, anh sẽ gặp cậu, giờ anh còn phải xử lý chút việc đã. Ngô Bình, sư huynh, anh không lừa em chứ? Có chuyện gì rồi đúng không? Không thì tại sao anh lại điều nhị sư huynh đi? Diệp Thiên Tông cười nói, sư đệ, cậu lo nghĩ nhiều rồi nhị sư huynh cậu có nhiệm vụ thật mà sao anh phải cố tình gì chứ tuy chuyện lần này hơi phức tạp nhưng cũng chỉ là nhường lại quyền lực thôi không có gì to tát đâu ngô bình nói sư huynh anh phải tin em dù có chuyện gì xảy ra em cũng đứng về phe anh diệp thiên tông cười lớn nói có một sư đệ như cậu đúng là phúc lớn trong đời anh sư đệ anh không yên tâm về diệp huyền nó đang ở chỗ cậu nên cậu hãy trông chừng hộ anh ngô bình sư huynh Diệp Huyền có tư chất rất tốt, không tới một năm nữa, em sẽ giúp cậu ấy trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên Tông, thật không? Thế thì tốt quá rồi, đến lúc đó, anh sẽ cảm ơn cậu thật hậu hĩnh. Thôi, anh đang bận, tối gặp rồi nói chuyện tiếp. Diệp Thiên Tông lại ngắt máy, sau đó gửi một tin nhắn định vị đến. Nhóm Ngô Bình lái xe đến một ngôi nhà ở ngoại ô Thạch Thành, một ông lão hơn 60 tuổi ra đón, chào cậu, tôi phụng mệnh lão ra chờ cậu ở đây. Ngô Bình không biết người này, ông là quản gia của sư huynh ngà. Ông lão gật đầu, "Vâng, tôi là Lưu Thành, tôi đã đi theo lão gia 50 năm rồi." Ngô Bình gật đầu, "Quản gia Lưu, phiền ông rồi, sư huynh tôi có dặn gì không?" Ông lão nói, "Lão gia không dặn gì ạ, à, chỉ bảo tôi tiếp đãi cậu cẩn thận." Ngô Bình không hỏi gì nữa rồi đi vào nhà, căn nhà này rất đẹp, đồ đạc bên trong đều rất cổ kính. Chương 489, đập chết trước mặt mọi người. Nhóm Ngô Bình đi vào phòng khách ngồi, Lưu Thành đi pha trà rồi nói, mời cậu uống trà. Ngô Bình không có tâm trạng uống nên hỏi, Lưu Thành, ông là quản gia của nhà họ Diệp cơ mà, sao lại đến đây? Lưu Thành đáp, là lão gia gọi tôi đến, còn cụ thể có việc gì thì tôi không rõ. Ngô Bình gật đầu rồi trò chuyện với ông ấy. Nửa tiếng sau, anh búng ngón tay, Lưu Thành chợt nghệt mặt ra. Thật ra nửa tiếng vừa rồi, Ngô Bình đã dùng thuật thôi miên Lưu Thành để nói chuyện với ông ấy. Anh hỏi, Lưu Thành, có phải hôm nay sư huynh tôi sẽ không đến đây, đúng không? Lưu Thành, vâng, lão gia bảo hôm nay sẽ không về. Nếu cậu Ngô có hỏi thì cứ bảo chắc ngày mai sẽ về. Ông có biết sư huynh đang gặp chuyện gì không, anh hỏi. Lưu Thành, lão gia bảo, phen này thập tử nhất sinh, nếu người chết thì tôi hãy dẫn cậu chủ đi nương nhờ nhị sư đệ hoặc tiểu sư đệ của người còn rốt cuộc lão ra gặp chuyện gì thì tôi không biết nói vậy là sư huynh cố ý cầm chân tôi ở đây đúng không ngô bình trầm giọng hỏi vâng lão ra bảo nếu sáng mai người không về thì tôi hãy đưa thư cho cậu ngô bình nói đưa thư cho tôi luôn lưu thành đi về phòng rồi lấy một phong thư ngô bình mở ra xem thì thấy là nét chữ của diệp thiên tông có tất cả 8 trang giấy trong thư ông ấy kể qua mọi việc cuối cùng thì gửi gắm diệp huyền cho ngô bình Đọc thư xong, Ngô Bình lẩm bẩm, "Đại sư huynh, một mình anh gánh hết mọi việc, sao em với nhị sư huynh chịu nổi đây?" Chu Vũ hỏi, "Đội trưởng, có việc gì thế ạ?" À? Ngô Bình không nói gì, "Mọi người trông chừng Lưu Thành, tôi phải đi có chút việc." 10 phút sau, Ngô Bình đã lái chiếc siêu xe lao như bay trên đường cao tốc. Chiếc xe lao đi với vận tốc gần 300 km/h. Ngô Bình cầm chặt vô lăng, trong mắt lóe lên tia sát ý. Trong thư, Diệp Thiên Tông đã nói rõ tất cả, kẻ phản bội môn phái của Đông Phật Tiên Sinh Trương Nguyên Cổ chưa chết, sau khi bị thương nặng, hắn đã trốn đi dưỡng thương và giờ thì đã quay lại. Lần này, Trương Nguyên Cổ mang theo một món đồ quan trọng, một loại thuốc mang gen siêu cấp, loại thuốc này có giá trị rất cao, đến mức cấp trên đồng ý với mọi yêu cầu của hắn. Trương Nguyên Cổ yêu cầu xây dựng lại tiên cơ, đồng thời đổi hết thành thành viên của Võ Thần Ti thành người của hắn điều độc ác nhất là hắn còn muốn lấy mạng của Diệp Thiên Tông. Theo phân phó của cấp trên, tối nay Diệp Thiên Tông sẽ phải chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nếu không có gì bất ngờ thì ông ấy sẽ chết. Diệp Thiên Tông không có đường lùi, vì nếu ông ấy không chết thì cả môn phái của Đông Phật và người của nhà họ Diệp sẽ đi đời nhà ma. Vậy nên ông ấy chấp nhận hy sinh, để những người khác bao gồm cả Diệp Huyền, Ngô Bình và Dương Mộ Bạch được an toàn. Diệp Thiên Tông không còn sự lựa chọn nào khác, vì vậy đã đồng ý đánh đổi tính mạng của mình để những người bên cạnh được an toàn. Vì thế, ông ấy đã điều dương mộ bạch sang nước ngoài làm nhiệm vụ và cầm chân ngô bình ở Thạch Thành. Sư huynh, anh không được chết, người đáng chết là Trương Nguyên Cổ, ngô bình lẩm bẩm Khi lái xe, ngô bình đã nhờ hàn bạch cha giúp vị trí của Trương Nguyên Cổ. Lúc này, hắn đã ngồi trong tổng bộ của thần Võ Ti, hắn và đám thuộc hạ của mình đang chuẩn bị tiếp quản tổ chức, mở ra một thời đại mới của Trương Nguyên Cổ. Biết được vị trí của Trương Nguyên Cổ xong, Ngô Bình tập trung lái xe. Anh chỉ mất hơn 30 phút để đi hết quãng đường dài. Sau khi tới Thiên Kinh, anh đến tìm Hàn Bạch trước để nhờ anh ấy chuẩn bị cho ít đồ diễn kịch, sau đó còn nhờ người họa mặt thành Kình Kha. Chờ Ngô Bình hóa trang xong, Hàn Bạch tò mò hỏi, "Ngô Bình, sao chú lại hóa trang thế này?" Ngô Bình đáp, "Không có gì, em thích hát kịch nên tối nay đi biểu diễn ấy mà." Hàn Bạch không hỏi nhiều nữa, thế chúc vở diễn của chú thành công nhé. 9 giờ tối, trong tổng bộ của thần Võ Ti. Lúc này, Trương Nguyên Cổ và Tống Chiếm Sơn đang mở một cuộc họp với các nhân vật lớn của thần Võ Ti. Sau 12 giờ đêm nay, họ sẽ chính thức tiếp quản tổ chức. Hiện giờ, Trương Nguyên Cổ đang rất tươi tỉnh. Lần trước, hắn bị Diệp Thiên Tông đánh trọng thương, suýt thì toi mạng. Nhưng giờ xem ra như vậy cũng đáng, Diệp Thiên Tông sắp chết rồi, Hắn cũng được tiếp quản thần võ ti và tiên cơ. Sao mọi người vẫn chưa đến đủ à?" Trương Nguyên Cổ ngồi ở ghế chủ tọa rồi cao giọng hỏi. "Có người đáp, dạ, còn 13 người chưa tới ạ." À? Trương Nguyên Cổ cười lạnh nói, "Thế thì không chờ nữa, ai không đến thì bị đuổi hết." Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy mở, một người hóa trang thành nhân vật kình kha bước vào. Anh mặc trên người đồ diễn kịch, gương mặt tô màu đỏ chót, tay cầm thanh đoản kiếm màu đen, bước đi khoan thai miệng còn ngâm nga hát. Trương Nguyên cổ cao mày, không biết đây là ai, hắn vung tay, lôi ra ngoài. Cao thủ ở tổng bộ của thần võ ti nhiều như mây, một người cao lớn giơ tay tóm lấy ngô bình rồi thi triển ưng chảo công. Gió lớn nổi lên, xong, một đường kiếm lóe lên, cao thủ cảnh giới thần đó đã bị trẻ làm đôi, ngô bình bước đi như quỷ thần, loáng cái đã chỉ còn cách Trương Nguyên cổ 10 mét. Chết tiệt, có mấy người gào lên rồi cùng ra tay. Ngô Bình vỗ vào eo, khối thần nhảy ra, một luồng khí thức đáng sợ đã khóa chặt đám người đó lại, ai cũng vã mồ hôi không dám cử động. Cùng lúc đó, anh ném tỏa hồn kính ra, để nó bay lên đỉnh đầu rồi tỏa ánh sáng quỷ dị, sau đó chiếu vào trương nguyên cổ. Trương nguyên cổ rất giỏi, nhưng cũng bị bất động. Ngay sau đó, Ngô Bình lấy hạt châu ra rồi ném thẳng vào đầu hắn. Bụp! Đại cao thủ cảnh giới nhân tiên như Trương Nguyên Cổ cũng bị đập vỡ đầu, sau đó chết ngay lập tức tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là chiêu thức hay pháp khí gì vậy? Tống chiếm sơn hét lên rồi bắn súng. Ngô Bình lách người áp sát ông ta, rồi chiếu tỏa hồn kính khiến ông ta bất động. Sau đó anh vùng kiếm hắc long lên chém lìa đầu tống chiếm sơn. Giết hai người đó xong, Ngô Bình không ở lại mà nhảy ra ngoài cửa sổ luôn rồi biến mất. Mọi người đều im lặng, mấy phút sau mới có người thở dài. Quả nhiên Diệp Thiên Tông đã ra tay, hơn nữa này còn có bản lĩnh lớn đừng nói là họ, dù tu sĩ cảnh giới địa tiên cũng không phải đối thủ của anh. Siết trương nguyên cổ xong, Ngô Bình rời khỏi hiện trường ngay. Mười phút sau, anh xuất hiện ở một vùng núi hoang rồi châm một điếu thuốc, sau đó gọi cho Diệp Thiên Tông. Điện thoại kết nối, Diệp Thiên Tông nói, sư đệ, cậu bình tĩnh, anh sắp về rồi. Ngô Bình cười lạnh, sư huynh, anh lừa em làm gì? Em nói thật cho anh biết nhé, em đã giết Trương Nguyên cổ rồi diệp thiên tông chấn động rồi nói cái gì cậu giết hắn rồi ư ngô bình trương nguyên cổ chết rồi họ còn lý do gì để trừ khử anh nữa không diệp thiên tông thở dài sư đệ cậu bồng bột quá cậu làm thế là phá hỏng quy tắc của họ phạm vào điều tối kỵ đấy ngô bình sư huynh tuân thủ quy tắc là vì có thực lực kém người khác lúc em giết trương nguyên cổ toàn tu sĩ ở đó chắc họ biết em có thể dễ dàng hạ gục tất cả diệp thiên tông ngạc nhiên hỏi Sư đệ, anh chưa hỏi cậu, Trương Nguyên cổ ngang cơ anh mà sao cậu giết được hắn thế? Ngô Bình, sư huynh, không phải em chém gió đâu, đến tu sĩ cảnh giới địa tiên em cũng giết được hết. Chương 490, giả vờ là cao thủ. Diệp Thiên tông trầm ngâm một lát, đáp sư đệ, đã đến nước này rồi thì chỉ còn nước chơi đến cùng với chúng. Tiếp theo, chúng ta cùng phối hợp diễn một vở kịch. Ngô Bình, được, sư huynh, em ở nhà nhị sư huynh chờ anh diệp thiên tông được anh sẽ về sớm sau khi cúp điện thoại ngô bình thay quần áo rồi tới chỗ dương mộ bạch đợi ở đó hơn một tiếng dương mộ bạch cũng về ngô bình lập tức đem đầu đuôi câu chuyện kể cho ông ấy nghe dương mộ bạch nghe xong thì cảm thán sư đệ cũng may là cậu phát hiện kịp thời nếu không thì đại sư huynh mất mạng là cái chắc ngô bình em cũng bí quá hóa liều thực sự không nghĩ ra cách nào khác nữa Sương mộ bạch, sư đệ làm vậy hẳn cũng khiến bọn chúng không thể ngờ được. Đợi đại sư huynh trở lại, chúng ta cùng nghĩ cách. Lại một tiếng nữa trôi qua, Diệp Thiên Tông cuối cùng cũng quay lại. Mấy anh em hội ngộ vô cùng cảm động. Sương mộ bạch nghiến răng nói, sư huynh, nếu sư huynh có mệnh hệ gì thì em và sư đệ chắc chắn sẽ báo thù cho anh. Ngô Bình, đại sư huynh, đám người của Trương Nguyên Cổ cũng chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta cho dù anh có dùng tính mạng để đổi lấy sự bình an thì có lẽ cũng chẳng được bao lâu. Chúng ta thà liều mạng một lần còn hơn là ngồi chờ chết. Diệp Thiên Tông thở dài, hai đệ nói đúng. Diệp Thiên Tông nhìn Ngô Bình nói, sư đệ, cậu giết Trương Nguyên Cổ xong, đám người đó đã điên lên rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng phái người tới xử lý cậu. Nếu có thể đứng vững sau lần tấn công đầu tiên của bọn chúng thì chúng ta mới có tư cách yêu cầu đàm phán. Ngô Bình ánh mắt thoáng hiện vẻ hung tợn đáp, sư huynh, giết một cao thủ địa tiên thì em vẫn làm được. Diệp Thiên Tông, sư đệ, nếu chỉ dựa vào pháp khí thì không lè được bọn chúng đâu. Chúng ta buộc phải tìm được một cao thủ. Vừa nói đến đây thì điện thoại của Ngô Bình vang lên, đó là một số lạ. Ngô Bình nhấc máy, trong điện thoại vọng ra một giọng nói quen thuộc. Ngô Bình, việc của em đã giải quyết xong rồi, tiếp theo, em có thể tiếp tục làm bạn gái anh ngô bình nghe vậy thì đã nhận ra đây chính là chính là vân tôn mà anh gặp lần trước ngô bình vội vã đáp người đẹp anh đùa thôi đừng cho là thật hơn nữa hiện giờ anh đang gặp rắc rối lớn ở bên cạnh anh sẽ rất nguy hiểm vân tôn đáp anh đang gặp nguy hiểm sao anh đang ở đâu em lập tức tới ngô bình anh ở thiên kinh anh mới nói được nửa câu thì đối phương đã cúp điện thoại rồi ngô bình lắc đầu cao thủ anh nói là một địa tiên sao Diệp Thiên Tông phải là cao thủ địa tiên từ cảnh giới thứ ba trở lên. Chỉ khi có cao thủ như vậy mới khiến bọn chúng kiêng rè. Mấy anh em đang bàn bạc thì quản gia đi vào thông báo, cậu chủ, bên ngoài có cô Vân muốn gặp. Ngô Bình giật mình, không phải chứ, lẽ nào là cô ấy? Dương Ngộ Bạch hỏi, cô Vân nào vậy? Vừa dứt lời thì một cô gái xinh đẹp không mời mà tự bước vào. Cô gái đó đẹp đến mê người, vóc dáng yểu điệu thướt tha. Cô ấy cười với Ngô Bình rồi nói: Tôi tới đột một không làm phiền mọi người chứ. Vân Tôn vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô gái này. Ngô Bình cũng hốt hoảng đáp: Sao em lại tới đây? Em đã ở Thiên Kinh từ trước rồi sao? Vân Tôn cười đáp: Đúng vậy, hơn nữa em còn ở gần đây nên tiện qua tìm anh luôn. Nghe nói mọi người cần một người đóng giả đại cao thủ, có thể em làm được đấy. Ngô Bình kinh ngạc: Em sao? vân tôn gật đầu đúng vậy chính là em diệp thiên tông phát hiện mình không thể nhìn thấu cô gái này nên vội hỏi sư đệ vị này là ngô bình có chút ngại ngùng đáp sư huynh là bạn gái em vân tôn cười nói chào mọi người tôi tên thật là vân tịch ngô bình hỏi vân tịch sao em biết anh đang ở đây vậy vân tịch chấp đôi mắt xinh đẹp đáp điện thoại của em có phần mềm định vị phát hiện chỗ anh cách chỗ em có vài trăm mét nên em tới đây Ngô Bình đáp, Vân Tịch, hiện giờ anh có việc quan trọng cần giải quyết. Anh sẽ liên lạc với em sau, em về trước đi. Thấy Ngô Bình đuổi khéo mình, Vân Tịch đáp, Ngô Bình, em thực sự có thể giúp anh. Diệp Thiên Tông vội nói, cô Vân, hiện giờ chúng tôi đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu cô ở lại sẽ rất dễ bị liên lụy. Vân Tịch bình thản đáp, không sao, bạn trai tôi ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Ngô Bình thấy cô ấy không chịu đi đành hỏi, Vân Tịch ban nãy em nói có thể cải trang thành cao thủ. Thế em có biết cảnh giới thứ ba của địa tiên là gì không? Vân tịch mỉm cười, chắp tay niệm chú. Mấy người ngô bình đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như mặt đất đang xoay chuyển, bầu trời bên trên thì đang xoay vòng vòng. Họ không kiểm soát được cơ thể mà ngã xuống đất. Nhưng một giây sau, mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều sướng sờ. Ngô Bình cũng kinh ngạc không kém, Hỏi, đây là tuyệt kỹ của cảnh giới ba địa tiên sao? Vân Tịch cười đáp, đúng vậy, có điều đó chỉ là mô phỏng thôi chứ so với thủ pháp thật sự thì còn khát xa. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, Ngô Bình biết lai lịch của Vân Tịch rất thần bí, nói không chừng là một cao nhân nên anh đập bàn nói, "Được, vậy em hãy giúp đóng giả cao thủ địa tiên đó nhé." Dương Mộ Bạch lấy ra hũ rượu quý cất giữ từ lâu để khoản đãi Vân Tịch. Vân Tịch không những xinh đẹp mà tửu lượng còn rất khá, ngàn ly không say. Ngô Bình rất tò mò về thủ thuật mô phỏng của Vân Tịch nên hỏi, Vân Tịch, sao em làm được vậy? Lẽ nào em chính là cao thủ địa tiên cảnh giới ba? Vân Tịch cười đáp, đương nhiên là không phải, anh thấy em có tu vi không? Họ đang nói chuyện thì có một luồng khí tức rất mạnh bao trùm lên cả khoảng sân. Ngô Bình có thể cảm nhận được chủ nhân của ba luồng khí tức này đều là cao thủ địa tiên. Thế nhưng, luồng khí tức này vừa xuất hiện, Vân Tịch liền chắp tay niệm chú, cả không gian bên trong khoảng sân như bị uốn khúc, sau đó một giây, ở phía xa truyền tới tiếng hử lạnh. Sau đó, ba luồng khí tức kia nhanh chóng biến mất và không xuất hiện lại nữa. Diệp Thiên Tông cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ nào đã bỏ đi rồi? Ngô Bình vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Tịch hỏi, bị em dọa chạy mất rồi sao? Vân Tịch cười đáp, ba kẻ ban nãy đều là cao thủ địa tiên cảnh giới đầu, bọn họ đương nhiên là sợ em rồi. Ngô Bình gật đầu, quả là anh đã coi nhẹ khả năng của em. Nào, nâng ly, hai người họ cùng ly rồi một hơi uống cạn. Diệp Thiên Tông nháy mắt với Dương Mộ Bạch, sau đó ho khan một tiếng nói, Mộ Bạch, chúng ta tới thần võ ti một chuyến đi. Bảo sư đệ ở nhà trông nhà cho. Dương Mộ Bạch lập tức phụ họa, được, phải tới đó một chuyến thôi. Hai người này nói đi là đi ngay như một cơn lốc. Trong nhà chỉ còn Ngô Bình và Vân Tịch. Ngô Bình cũng chẳng để ý, tiếp tục uống rượu. Dù gì rượu của Dương Mộ Bạch đều là rượu quý, không uống chỉ có thiệt. Thiên Kinh, trong một căn nhà lớn và cổ kính, trong nhà tối đen như mực, không hề bật đèn. Có ba kẻ đang đi vào trong đó. Một trong số ba kẻ đó bực bội nói, muốn tôi chết thì nói luôn đi còn định chơi trò gì vậy. Một kẻ khác lên tiếng, có chuyện gì khiến anh tức giận vậy. Kẻ ban nãy đáp, Diệp Thiên Tông đã mời một cao thủ địa tiên cảnh giới năm đến bảo kê là cảnh giới năm địa tiên đấy. vừa cảm nhận được luồng khí tức đó tôi đã suýt sợ vỡ mật. một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên không gian. cao thủ cảnh giới năm địa tiên. không thể nào, nếu Diệp Thiên Tông có chỗ sửa vững chắc như vậy thì sao trước đó lại hàng phục chúng ta chứ? kẻ đó cười lạnh đáp, nếu không tin thì tự mình đi mà kiểm chứng. đúng rồi, sức mạnh của người đó có thể không chỉ là địa tiên cấp năm đâu mà thậm chí còn có thể hơn thế cảnh giới năm chỉ là những gì chúng tôi cảm nhận được. Còn những cảnh giới sau đó vô cùng huyền diệu, đến giờ chúng tôi vẫn còn chưa hiểu hết. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 30